À. Thế đéo 100% rồi mà đâu có đéo vào được nhỉ? Chờ tí, Lại. nó còn phải nó phải apply vào cái file game của mày nữa. Tiến pha cốc cà phê. À, làm cốc cà phê đi, tí đã rên cho ngọt giọng. 10 giờ uống cà phê Tí lại khàn đấy. khàn. Ta sao sao mai phải lo lắng sức khỏe nhỉ? Người uống cà Thật phê mà, sao? 10 giờ ai uống cà phê đâu? Sẽ sao Điền ra uống? bạn uống cả đêm nữa Thật. Mình Uống làm thức được. mình có vợ con rồi thì thôi đừng lo chuyện bao đồng. Đêm người ta còn bú cà được nữa là uống cà đã là gì? Vấn đề gì nhá? Uống cà là sao? Uống cà là Hả? sao? Uống Thế cà mày là đã ăn đá cà 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 một cà pháo chưa? đá Đêm trứng cút đêm lộn đêm này. người ta người ta phải ăn cà pháo Nhưng trộn mà cơm. Pháp Thế Xem nào gửi cho bọn anh ít mấy cái lọ ăn đấy nhá. Nhắc đến cà pháo mới nhớ. mai nhá, mai đi luôn nha. À, để mai à? Anh em Mai Hà Nội thực ăn ra mày cà gửi của cho nó, Pháp. mẹ nó, bố Ôi, em nó còn có người say luôn donate kìa. luôn. Tao Mẹ gửi nó, một ôi không trong không tim nó cả à luôn. ơi. Mấy cái đó mùa đây nhiều lắm anh ạ. Tôi một được bòi. Đêm uống cà phê bị ung Rồi thư xong rồi. không? Cái Em xếp số phú quý tại gì? trời. Mỹ Linh vừa mới khoa được cái cốc về mà mới được xong rồi cái đạt đọc ngay quả. Uống Cà cà phê phê, ngon bị ung thư. cà phê Đúng tưởng tưởng là tưởng tưởng quan điểm dùng đó. detox Đấy cơ mà. là cà phê thật thì mới ung thư Ờ, thôi. cà phê dùng Thế để detox đây là cà phê để gì? Cà tủng. gì Mỹ Linh lại uống bằng mồm? Ờ, Bồ sao đi đã lại là cà phê thật. cà đúng không? phê chỗ nào? Detox là có phải uống bằng mồm đâu đúng không? Lại cái Sao? detox đấy à? À, không phải à? Tôi ngắt nhắc nhắc cà phê anh tưởng em vừa chơi vừa detox. Không nhưng mà, nhưng mà nó khó tại vì là ngồi thì nó sẽ bị tụt À không không, có ra. khi là đứng đứng Phải chơi được nằm. mà, đứng chơi mà. Phải nằm. Mà em thụt nhiều là nó bị mất kiểm soát đấy nha. Cần Mà đóng bẩn đóng ngập phóng là khó giữ tay lắm. detox là một cái bộ môn Lành mạnh mà nhở, lịch sự có gì lành đâu. mạnh. Đấy là ấy đúng Có gì rồi. đâu, đó là bổ bổ sức khỏe, thanh lọc cơ Rồi ba thể. đúng rồi đấy. Mắt mới Chứ à? đủ đéo đâu. Đúng rồi đấy, đúng người. Chưa thấy đồng, chưa thấy đếm ngược kìa. Mắt Chưa mới à? ai. Hôm nay Việt chưa Nam bây vào. giờ. Việt Nam bây giờ. Vào rồi, Ơ, vào cô hôm sao chưa qua vào rồi. Em rồi? làm gì đây? Internet tên tôi sao vào hay không nhớ? Ở mai về Em xem cho. đừng có vớ vẩn nữa, em À, xem map map nào. map map thần trùng à? Tưởng map mới. Nó là thần trùng Ừ. đúng không? Em đấy. Hả? Không. Cái của gì Thoát nó bé game nhỉ? nó kết nối lại Chẳng nghe gì xem. luôn. Để em để xếp máy ạ. Mẹ Chết không phải rồi. reset máy đâu, em thoát game thôi. Reset máy làm đéo gì, thoát thoát game xong rồi lại Đi về đợi với tí ta, recu anh em ạ. em vẫn nhớ riêng mình. Tí Ok phát lại kỉnh cười. học mày biết, cười mày biết nó hát đấy cho ai không mày cười? đấy đi đến lấy bài hát mà mày mà biết nó hát cho ai thì mày đéo vui đâu, đéo cười được đâu, lúc đấy không khéo lại chửi nó rồi đấy. Trên đám hack đê, toàn đá đều thôi. Nếu mà biết đấy, mày hát cái điều đấy, mày hát từ đấy. Đi tốc Mà bố cà đi phê ngủ thì nó đi. là một cái bộ môn mà tôi tập với game là nó rất là Mai tốt. mày Mày nói xem thật là rõ. nó thanh lọc cơ thể, chỉ có điều là cái hình thức nó thì nó nghe nó có hơi 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 đặc biệt rắc rối tí thôi, chứ còn Tốt thì à, tốt nhưng đấy. mà dùng nhiều thì Mai nó bị thì mất tốt. kiểm soát thôi, nó hơi bị tự động ấy. Nhưng mà Nó là mình rỉ rỉ không rỉ bã. sao. Gì bã. Thì tốc cà phê cái gì, anh biết cà phê như kiểu mấy cái cà phê xịn mà kiểu là cà phê hạt to to mà Ôi dồi, để tóc bằng hạt luôn á. Ừ, hạt mà. Thế tóc bằng hạt. Ôi Mày nhét hay cả. xem số cái bộ phim mà nó còn sử dụng cái giống như ở cái kẹo xiên và cái que ấy. Nhiều cái kẹo xiên với que ấy. Sao không À, kẹo hồ có lô, kẹo hồ lô. hồ lô. Ừ, kẹo Hồ hồ lô. lô đấy. Hồ lô. Vãi cứt. Ok. Thật mà, nó hồ lô ấy. Thế thì đầm ngập Em ơi phóng thì chờ tí, chết. Riku còn đang khởi động lại máy Nhưng khổ. mà cà phê mà Riku uống pha về nó bị như nào ấy em? Đâu? Đâu, Mai Riku Linh. Linh, À, Mai Riku Linh. Linh, Linh ấy, Linh ấy. Vị Mà cà gì á? Đây gì gì này, vị vani thanh nhã cân bằng này. À thì thôi, tự nhiên tiện đây thì Mỹ Linh dạo này có game gì mới không PR vội đi chứ. Có game sự ăn Yeah, game gì ngồi em đang gì làm làm. gì làm gì đâu, làm cu ly thôi. Cu Làm ly game thì gì? cũng là dự án của em, Ờ, cười em thế. ra mắt game Ví gì? dụ Đây quả bóng game vàng chẳng gì? hạn, Em làm quả game bóng gì vàng đâu? á. Quả Game thể bóng thao. à, quả bóng Hôm nay em cũng làm game ở Việt Nam đâu mà. Ừ Ai thì chơi làm game của à? em? Ôi Tên dồi ôi, có người gì? donate kìa. Tên dị Người lắm. A trai nước. Đáp là Tên gì? Ui, Bồ thế Đào kiểu Nha ơi rồi, đéo em đọc đã được. Tết thần trùng. Cực Tên khiếp, tên gì? Bồ Đào Bồ Đào Nha. Nha đã có gửi đêm chơi, cái cho À, đi. tên game là Cristiano Thank Ronaldo ấy. you Phải tên game mới thấy không? Sansa Anh chắc là chỉ... Hay là Jody? Chắc là tên game. Tiếng bên đấy
kỳ dị lắm. Ronaldo chơi với trận bóng rổ à? Đề gì để bọn anh còn chẳng may anh cũng biết anh thấy bọn anh nạp tiền. Bộ thì nó cũng không thông dụng lắm. Thể loại gì, giả lập hay là hentai hay là hút máu nạp nhiều tiền vào? À gacha. Gacha. Tất cả những cái gì bọn em làm đó là sẽ bảo hút nhiều vào. Anh nghe là một số người làm game gacha là bị mất phúc đấy em. Cẩn thận đấy. Phúc nào? Không, như này này, anh dặn Linh này, em phải cẩn thận nhất cái bọn nó nạp lậu ấy. Bọn đấy là nguy hiểm. Nó chính là đứa mà giết cái con game của em đấy. Bọn nó mất dạy lắm, thật là em luôn. Nhưng mà không đâu xa đâu, thật em nó không đâu xa đâu, kẻ thù ngay trước mặt mà. Thôi thôi thôi, không chỉ đích danh lại mất lòng nhau. Không chỉ đích danh. Chị chị em mà. Minh Cua ơi, nghiệp nó quật đây. Nạp tiền mà nó lại mất đây. Mất phúc, mất tranh nhau đấy. Đâu rồi, đi cô vào chưa? Đợi em vẫn nghe connect con đất. Ủa thằng em mic của Zico nó bé tí này. Em nghe to mà. Đâu đi cô sợ gì nó bé chứ. Dí mồm vào mic em ơi, dí mồm vào mic. Các em dí sao em ơi. Sát chưa? Mic vào mồm. Ngậm vào. Hay là anh chơi trước đi để em chuyển em vẫn connect lên tu server không vào được. Không, chờ em vào bên trong đã rồi bọn anh mới vào game. Thế em mới chơi được. Thế thì để hủy phòng này vậy. À mình có khởi động được game luôn không nhở? Chắc phải có chứ. Con này nó đéo có cho chức năng start nhỉ? Ờ nó không có chức năng start đấy các bạn, để phải ra tạo ấy vậy. Ly về đi. Ly về vậy. Xin nhận định kèo MU đêm nay đi đạt. Reset lại modem rồi. 4-0. MU đây này 4-0 thôi. MU bây giờ thì cái chuyện thắng thua nó là đương thắng là đương nhiên rồi mà. Thằng ai? Đến hàng thải bây giờ nó còn đang hùm như hổ. 8 bạt quất. MU bây giờ fan MU chỉ có chui trong hang thôi. Cái mất chi. Các bạn nghe mà một. Sợ mai lại vẫn là tên phòng là NAD nhá, bắt cũng như lần trước nhá. Ừ. Vừa đi làm về áp lực xem sở chim cảm thấy thoải mái, thằng nào làm áp lực anh em? Thằng sếp đúng không? Đi đấm luôn cho tôi. Vãi rồi. Vẫn... Trước ông Dũng sếp tôi đấm như con. Về phải xin phép tôi về. Anh em xem cũng nhớ điều độ thôi, mà xem mà thấy nó tự nhiên nó giải tỏa như thế là thỏa dục đấy. Điều độ thôi nhá. Là bác mới à, vẫn tên thế à? Ừ, NAD, 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 tên là NAD, bác vẫn thế. Mấy người đấy? À? Em 8 người rồi, giảm xuống 8 để cho ấy thôi, bởi vì nãy đi cô không ấy được, chắc phải reset vô được rồi. Thế mình để vào phòng cũ à? NAD mà, phòng tên NAD mà. Em thấy bao người vào luôn. Nơi đây anh vẫn mong chờ. Chỉ có hai thằng thoát thôi à? Đâu? Thoát đâu, mọi người vào phòng NAD mới mà. Vào phòng NAD mới em mới thoát phòng thôi. Em là ba thằng đầu với ba thằng cuối. Mấy người mà ba thằng đầu với thằng cuối. Tao bây giờ nó cố tình, nó trốn rên đấy. Bật. Không, bây giờ có... nếu mà Mỹ Linh mà bị nằm ở ba thằng cuối là con Rico cũng phải rên. Lên hộ. Thôi, không nói nhiều coi như Rico bét rồi. Đấy, nhá. Xong vào được. Riku không nói gì là chứng tỏ là đồng ý thôi. Bây giờ Riku coi như là bét rồi, tí là cứ xong trận là lên đầu tiên thôi. Ừ. Bắt mọi người chờ 15 phút. Đấy coi như là... Dân chơi phố núi. Xem không enter game được. Anh Dũng xem có full thế lại không? Lại một ông full nữa. Full nhéo nào? 77 à. Mà. Nó còn chưa đếm ngược đi. Đã bảo là phong nữa AD cơ mà. Phong nữa AD đúng không? Hay ông nào lại lập mẹ phong nữa AD? Ừ. Mày xem mà nó đang có bao nhiêu người rồi? Em có thấy 4/8. Thế mà vào đừng kéo đi. À, không phải, đây 7 mà. 7 mà. 7/8 rồi. Mày phong nữa đây nào rồi? 7/8 cơ. 7/8 em ơi. Refresh đi phiếc đi. Con mẹ. Đấy, hết. À đây vào rồi. Đấy. Rồi đến rồi. Đếm rồi. Ra rồi. 8 rồi. Căng nhỉ? Mỹ Linh nữa, em đố em bắt cái phòng này là gì? Double giải rách. Ai nhất nói nhầm. Văn hóa. Không. Tên phát ghi đàng hoàng đi kia cơ mà. Kìa, em bấm tap lên, em đọc cái tên này trên lên. Facebook nha. Đơ. Thôi, đéo lắm. Phát này là đú bẩn dã rời. Tức là bọn chê cái bọn đú bẩn, em hiểu không?
em lại có những cái đủ bạn ra rồi. Hoặc là đú bẩn rả rối em phải không? Bọn đú bẩn nó rất là giả dối. Thật ra bát này anh Dũng anh đú viết thiếu một chữ. Rối. Rủ bạn ra chơi nhưng mà viết thiếu chữ T thì rủ bạn ra chơi à? Đấy. Chơi à? Chính tả nó hơi chơi sai thì thôi. Lại còn rủ nữa chứ. Đấy. Ôi trời ơi, hoàn hảo. Hoàn hảo. Lo lắng đeo gì nữa. Cái gì đấy? Nhéo bao giờ chết đâu. Luôn, thế đầu ngắn. Ôi, xin luôn rồi này. Ê, này có nhìn thấy mình không nhở? Nhìn thấy đâu. Xin chết mẹ đâu luôn. Mày đi đâu, anh đi đấy. đồ này chết kiểu gì đây? Đồ này... Cùng tìm với Sơ Mai. Ôi, bè Sơ Mai à? Thằng nào bên sao đây mới tìm đấy? Ôi, bè bè với Sơ Mai thì ăn cứt rồi, thằng Sơ Mai nó kinh lắm. Đi dần. Ai sớm mai làm 7 mạng nhá. À chết 6 mạng quên không tính mình. Ôi chết xong mẹ rồi. Này, mọi người nương tay nhá, thấy em đi. Đâu. Nào cho bố mày chỉnh chứ con mẹ con chó ghét. Cho bố mày chỉnh. Cái điều gì đây? Tìm được gì chưa sớm mai ơi? Thưa anh ơi. Uầy. Họ trốn trong... Thế này thì làm sao tìm được? Thôi xong tôi rồi. Đéo đây, kịp. Ôi, có người donate kìa. Lâu lắm rồi vợ mới cho tiền. Định donate cho anh. Mà thấy anh chơi game này thôi em đi mua thuốc nhỏ mắt đây. Cảm ơn Quốc nha. Đéo trốn kịp rồi. Mẹ. Ôi, con Green Chippy nó thế này đã tìm được nó. Thôi thế tin mình mới thắng được. Con đéo thấy nó đâu cái gì? Ơ? Con đéo cái là cái gì đấy? À. Bố đời quá. Anh em biết tên rồi đéo rồi chết rồi. Ê, mẹ đéo kịp trốn. Rồi, mình chả phải làm gì mình cứ chờ Smile sạch. Đi Smile một mình nó tiếc nhiều quá. Ờ, tao bất tử. Ờ. Còn 8 máu. Ờ. Ờ. Súng nắm nó mới chết được. Này thì mới chết này. Này thì mới chết này. Con chó nó chạy ngay. Đéo mà nó thật ngay chạy về sang mình à. Con sợ mai đúng. Đéo kịp lên máy nhà. Ôi tôi chết tôi rồi. Em vẫn được hồi máu. Ôi nhìn nhiều pháp rồi. Em đi thứ ạ. Win GP. Chết tôi rồi. Ôi, không được di chuyển nhá. Bị Linh nhá. Lập chơi là em chuyển gì rất gần chỗ đấy thì được. Ủa, pháp của kinh quá. Rồi, có gì? Em này to lắm mà nào, này em to. Linh ơi, anh bảo em lùi sát vào tường ấy. Đúng rồi, lùi sát vào. Di chuyển đi, lùi sát vào tường. Hoặc em nhảy lên được, đi lên chỗ nhảy lên. Ờ đúng rồi, nhảy lên. Em không di chuyển luôn ý. Ấn chân phải. À đây, cái này à? Em không di chuyển được luôn ý, nó bị tàn thảo ấy. Ôi mẹ, Sơ Mai nó làm hết mẹ rồi kìa, con bơi. Thằng pháp như thế mà Sơ Mai được bắn được ạ. Chân phải hoặc là ép ấy. Bơi đéo gì. Quái cướt. Thôi. Trông mong vào tứ tôi. Anh đừng có xói em, đừng chết em. Tứ được. Họ quá, họ nấp ở đâu rồi. Yeah. Này mà không tìm được thằng tứ thì ta còn chấp nhận, không tìm được Mỹ Linh thì hơi buồn. Mình chỉ bây mà sống trốn thì... lỗi thôi anh em, trốn lỗi thôi. Thằng Vũ bây giờ làm cái trò gì trong cái team này? Đi trong trốn tối mẹ luôn. Đâu làm chết được ai, đâu làm cái gì chết rồi. Thôi thằng ơi, đéo phải lo đâu, tứ bất tử mẹ rồi. Tứ bất tử mẹ rồi. Sơ Mai làm nốt cho với tứ cố lên em ơi. Tứ đéo mà chết luôn, nói thẳng câu. Ôi em ơi, Sơ Mai cũng về đây nó giết hết. Vũ vẫn đi lục sục ở trong đống cỏ. Không phải kiểu thằng tứ này đồ nó bé xong nó đứng ở trong đấy đéo nhìn thấy gì luôn đấy. Cỏ đấy cao. Nói mẹ luôn vị trí này, nói luôn vị trí trong đống cỏ. Đấy, cho tìm. Trời đẹp mẹ luôn, trong đống cỏ tìm đi. Tôi biết rồi. Trong đống cỏ tìm nó được. Cái tìm mà thế. À mẹ từ. Này tứ quảng ra. Thì mẹ đéo ổn rồi. Nộc ná. Mày nhá. Em phải không chú đích. Úi dồi. Ôi dồi ôi, tìm Win GP, trời ơi em ơi. Làm sao? Ok, cái gì đây? Ai đây? Em ăn, đây anh đi, đi ăn. Đây này, đứng đây là em này. Nhìn anh chỗ đó là chỗ chết. Ừ, mày đi tìm điểm màu đẹp đẹp đi. À đây, đây, đúng rồi em ơi. Đúng rồi. Để rồi. Chuẩn đấy. Chỗ này hợp lý đấy, pha.
Quanh lòi đây, nó lòi ra đây. Không, không lòi. Hợp lý đấy em ơi. Nhìn này nó sẽ lừa với lìn. Đi săn nào. Đi. Ôi giời. Với lại Namek lại chuyện game sinh đôi kia. Nó hợp lý không? Cái gì khẩn vậy? Cái này đang di chuyển hả? Trời ơi, vui mặt nhanh thế. Ôi, đàn với linh thì tứ có vẻ dạo này lên trình nhỉ? Chuyển như biết đâu. Chuyển tiếp play trong cái... Cốt play thế này gì thì mẹ nhìn cái là lộ mẹ rồi nhá, hiểu từ Pháp. Pháp ơi, anh với mày hơi lệch đấy. Cái đó thằng Đạt cả Mỹ Linh thì nó lo lắm đó. Phá bởi lẽ lẽ ra mày phải đứng đứng chỗ này chứ. Đi. Đi. Okay. Okay. Mỗi khi chiều về em ngồi. Mày lên phải, mày lên phải. Ôi, không thấy à? Thằng chó sợ mai nó đã bé nó lại còn thế này thì đéo ai tìm được mày. Bận đéo chết. Chế bẩn cái gì? Sỏi ít thôi. Ở đâu đây? Ở đâu đây? Sỏi. Ấy là tứ kia quá nhở? Cốt play được đấy. Ông tứ tứ nhìn nó hợp lý ấy. Của ông tứ nhìn hợp lý. Không hợp lý cái cất tao đi nhìn nó chết mẹ ngay. Hợp lý không kìa. Hợp lý rồi, nhìn khắc đeo thì cái... Đẹp quá là nó thiết kế thiếu cái cửa. Ôi dồi, chết rồi, biến. Thằng bé nhá. Bé thôi nha. Bé nhá. Tôi. Đi. Bé nhá. Đấy. Cái sao di chuyển được ta? Không di chuyển được, bị khóa di chuyển rồi. Ôi thế à? Không bị, anh đứng chỗ đó anh bị cắn đồ rồi mà. Lúc đầu. Ôi rồi, ông Dũng cũng cài chế độ đéo gì. Không di chuyển cài đâu. Chơi bẩn chết mẹ. Ơ, ông đi được kìa, ông đi được. Sao mình không đi được nhỉ? Đi gần thì đi được, đéo ai đi xa. Nhưng em đéo đi được luôn đấy. Thế nên là mày bị kẹt. Anh bị đó. Ra ngoài cửa sổ đấy là bị rồi. Nhưng anh dính vào trong nó, anh dính vào trong tường thì nó giờ nó không ra được đâu. Bị dính vào trong tường không ra được đâu. Cái mắt mày trông gì nào? Ồ nhưng mà đéo chết được, cái đồ này nó bé quá. Ừ. Ok, Namek với lại Pháp với con quá nhở? Pháp 2. Ấy mà nhiều khi Namek nó lại là tâm nhóc loài người ấy. Nhìn nó hợp lý đúng không? Ừ. Tớ là cái gì? Đi còn mẹ tứ trên này thì chơi bời đéo thật gì mà hai ván một đồ ạ, hai ván một đồ, ván trước cũng đồ đấy. Thế nãy giờ là có mỗi người chết là Vũ à? Vũ này à, Bi Linh là Dũng khách nhỉ? Ôi tính như Vũ khỏe nhờ qua team Smile đâu cần phải giết ai đâu cũng thắng. Hay lắm, Đạt ơi, Đạt ơi. Thua là kìa, thua. Smile phải giết hết thì mới thắng cơ. Nhưng mà vẫn có lợi thế, bởi vì là mọi người có sống ở đâu. Má, ông Dũng không trốn đâu nhỉ? Má ông... Bố ở đây mà. À rồi, biết rồi. Tìm đấy bắt đạt được mỗi Vũ tuổi. Ây da! Ôi dồi ôi! Toàn đồ bé sống nguyên tim trừ thằng Vũ đụt. Thế anh em lại có cái comment như thế nhỉ? Tôi xong rồi. Bạn luôn bây giờ nhá. Ở đâu là cái thói này thì... Cùng team với Vũ rồi. Sở mày thì đái ra máu, Mỹ Linh là quét và thì... Đẹp, cuối cùng mình chết ra. Đứng được ở đây. Đẹp, đi tìm rồi. Tìm, mình đang đi tìm à? Ôi trời ơi. Yên tâm, anh có súng lựu, phóng lựu. Dùng luôn anh ơi, dùng luôn anh ơi. Mày cứ bảo chỗ nào nghi bảo anh. Ok anh ơi. Luật không cấm mà. Ừ, luật không cấm mà. Ai bảo chúng nó đeo hạt, đúng không? Đi con mẹ. Game mà. Anh lại đọc nó lên, đọc thì anh em biết là tại sao tôi ban chứ. Không đọc ban lại bảo nguyên nào mà ban. Vẫn đọc. Mà cái câu đấy là phải đóng khung rồi treo tường làm caption các kiểu livestream luôn bật. Mọi người đều vui mà, mọi người đều vui hết mà. Ôi. Đạt chui vào đấy trông hợp lý vậy. À. Bậy này. Hồn thì chạy ra ngay đừng để mẹ. Ơ, à, nghe cái con gì nhảy đây sao nhỉ? Ừ. Em nhảy. Nó ở đâu nhỉ? Dế rồi đi ông anh. Nó nhảy đây nào ạ. Tìm đi. Má mày ba người tìm thì mới chuẩn tại vì nó hơi rộng, nhiều chỗ nhiều nhà. Nhiều ngách vậy. Ừ, nhiều ấy quá. Trong này nó còn có cái đống cỏ ấy, và trốn dưới cái đống cỏ. Ờ, mấy đồ bé nó xuống đống cỏ, khó chịu thật. Không chỉnh được 3 người tìm nhỉ, chỉnh được 3 người tìm thì ngon. Ờ, không chỉnh được. Cái gì đấy? To gì ấy mà sống được thì... Tình hình thế nào rồi anh?
chưa tìm được ai. Ui, anh Đạt chưa công ấy kìa, anh Đạt chưa chưa xong đâu. Ông Đạt bé mà, ông Đạt... Mẹ nó cứ chửi chúng nó đến lượt team mình lại đéo giết được ai thì buồn đấy. Được đây, được đây, được đây. Được, 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 này. Chưa được, chưa được, chưa. Đấy, đấy, đấy. Ô, đéo thấy gì thật anh ạ. Ui, anh Tứ xịn vậy. Ui. Xem nào chứ đá bài để team mình này đi chứ mẹ. Một phần ba đã tìm được thì thôi đấy. Đóng đây. Đóng đây. Đơ bơ đơ đơ đây thì chết à. Có gì đéo ổn rồi anh ơi, có gì đéo ổn rồi. Đéo tìm được ai rồi. Thề luôn đéo thấy thật đấy. Rồi. Điện mẹ. Hai lần nữa. Đây rồi anh ơi. Anh ơi. Mạng này là mạng khởi đầu của anh em rồi. Ừ. Ui sao anh Tứ VIP vậy? Ui. Phèo nó ấy rồi. Ui anh ơi, tôi gác anh ơi, Tứ đi xuyên tường anh ơi. Đi VIP anh ơi. Đi vụ nha. À, anh Tứ VIP vậy. Ờ đúng rồi, Tứ hack này. Em có ở trên đấy đâu mà anh tìm. Ôi anh ơi, Tứ dùng chích anh ơi, Tứ đi xuyên vào tường, vào ở luôn trong nhà đâu anh ạ. À. Không có chỗ nào đi vào anh ơi. Thờ mai này. Tốt. Hắc VIP rồi. Ủa, không tìm được Vũ thì thôi, tôi buồn đấy Lam ạ. À. Ôi giời ơi, đạp em tôi. Để ra hai lần nổi từ ra cái đầu đấy ạ. Hai lồn. Bình ông Vũ mà không chết thì mẹ bất tử. Hướng kia, hướng kia, Vũ. Còn Vũ chỗ đâu? Nó đâu nhỉ? Phải anh Vũ ơi. Thằng Phèo nó đánh ngắt hướng đây. Ơ cái gì đây? Ơ mở cây ra em ơi. Có cái cây đang ở trong cái nhà đấy em ơi. Giết đi anh. Trong nhà đây này. Cây đang ở trong cái nhà đấy em ơi. Mày vào nhà gì có. Cho nó vắt xuống cối mồm. Nhớ ơi chị chạy đi mày phải đứng đây chứ. Chạy đéo đâu vắt xuống nhà này. Nó đâu? Đéo gì đâu kìa. Nó chạy đến nhà. Mẹ nó chiếc bẩn nó chạy các bạn. Mẹ thật bẩn. Đéo trúng được ai rồi. Vũ này hơi ít anh ơi. Đéo đủ KPI rồi. Vẫn còn hai thằng. Rồi, không tìm được thằng Phèo đâu. Rồi anh em mình sẽ là xuất sắc rồi. Thật. Chấp cho mẹ trốn trước một lượt. Tự nhiên thấy kia ở đâu nó thòi. Ui khó thế. Ui nhảy lộp vào trong cửa này được á. Nhảy lộp. Ủa đứa bé mà đừng mà. Mày nhảy lâu được á? Ok. Đéo chơi hack như thế nhá. Ôi trời trời. Hack trong nhà này chui vào được ngoài liên quan gì mà. Ôi trời trời bỏ mẹ rồi. Vấn đề là sống này chơi thế. Cái này thì trốn đéo đâu. Cái này trốn đâu bây giờ? Cái này trốn đéo đâu bây giờ nhỉ? Cái này có play kiểu gì giờ? Rồi anh cứ trốn giật đi. Cái của ta mấy thì trốn kỹ vào. Thì đương nhiên là phải kỹ gì. Này, cái gì đéo đâu rồi. Nắm cái thằng đi tìm. Trông nó cũng đẹp đấy, chắc đéo chết đâu. Ơ đẹp mẹ chết đầu luôn. Đéo chết đâu à? Chết mẹ luôn à? Đáng tệ hàng địt mẹ. Yên tâm đi. Chết không sợ được anh em yên tâm. Ủa thằng Đạt bất tử rồi. Đéo thì dành cái quần xin níp này. Mày có lần một thôi, lần hai lại thò ra bây giờ ấy mà. Đệt mẹ hỏng bét rồi. Ai PV lại bổn cú. Đéo nhiều đấy. Còn mẹ chó Vũ. Tí là đoàn tàu này. Tí nữa đoàn tàu xem tôi đảm bảo luôn. Ờ bấm lúc nào đi xem nhỉ? Cái đồ trí đấy em. Ấn nút F em ạ, F. Vòng 1 thì thằng Đạt tạm thời bất tử rồi, còn chưa biết vòng 2 nào thôi. Nhưng mà lần sau tao ghi nhớ chỗ này rồi. Sờ mai kinh đấy, sờ mai phát này là cũng gớm đấy. Lần sau nhớ check cái chỗ của thằng Đạt nhá. Hỏng mẹ. Ta về mắc xử đây rồi, góc này lag rồi. Ơ, theo góc lag theo đéo nhỉ. Anh kia là anh hay chơi con rút đúng không nhỉ, phiểu nhỉ. Ừ đúng rồi, anh phiểu đấy em. Anh phiểu. Anh phiểu. Anh phiểu. Anh nổi tiếng trong cộng đồng rút thế giới mà. Anh ý một ngày 24 tiếng rút mà em. Kinh lắm. Đối phương chưa nhìn thấy mặt đã nghe tiếng hét mà. Cái đéo gì thế này? Tôi đéo rồi. Tôi bỏ mẹ tôi. Ờ, tốt.
Sao khó tìm thế nhờ? Rồi. Ủa cái này cái gì? Quá trong mắt này. Ôi trời ơi, ôi bà Windy Chip. Em đi đây. Đây à. Đây mọi người ơi, em đi đây. Cái bàn này trong 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 hội hội nghị Diên Hồng đây này. Cái đéo đi đây. Tổng vũ trụ à. Vũ lại đi. Ôi trời ơi. Vũ đâu? Vũ về vũ trụ này. Vũ. Bye đi. Ôi, tao bảo là đoàn tàu nhưng mà tao không ngờ lại là không phải là tàu lửa mà nó lại là tàu biển. Tàu lên cá. Không, thắng rồi, thắng rồi, trốn trốn thắng rồi, trốn thắng rồi. Đéo phải lo, ông Dũng thì kia rồi, chết thì đéo được. Đéo bắt thì đéo bắt thì luôn, nếu mà không tưởng từ thế nào chứ con mà con Mỹ Linh nó trốn thế này thì cũng ác thật, không biết luôn đi. Nếu mà tứ mà để cho Vũ thoát thì thôi đấy, chịu đấy. Ờ thì thôi, bọn tao cũng phải nói thật là anh hơi buồn đấy. Em chưa thuộc má về em còn nhớ biết được gì nữa. Em sao bọn anh đã chơi một lần rồi. Cái gì mà nó còn thấy like cơ. Chưa lần đâu. Ai bảo mày lần đâu, chơi lần nào. Lần trước em không Linh là Long của Vũ lại. À đúng rồi, hôm trước Từ có đi uống rượu. Mỹ Linh hôm trước Từ uống rượu à? Tứ cái gì đấy? Còn rượu đào á. Ơi đi. Vũ bay nhớ. Nó lòi ở trên à? Vũ thế này vẫn sống được thì chồng kìa. Để lại. Có khi bất tử đấy, có khi Vũ bất tử. Không, mà cái chỗ này nhiều khi đâu nhìn thấy đâu, thật. Ờ, nó lại nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Nó không ai để ý đâu. Không chết đâu, không chết đâu. Không chết đâu, không chết đâu. Vũ nhất rồi, Vũ thắng rồi. Mà nơi nguy hiểm nhất lại là nơi nguy hiểm nhất thật. Ôi, hồi hộp đấy nhờ. Không biết Vũ có chết không. Chết này. Rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi. Đẹp. Mình bằng điểm đang đạt à. Đi xuống gần cuối thôi. Ơ sao lại đi tìm tiếp? Tìm lắm thế. Mày tìm cùng anh. Nó khúc cả nơi em đi qua đi lại hai lần. Ăn lin rồi. Tìm cùng thằng Vũ á. Mày quá. Ôi chỗ đó em đi qua lại hai lần luôn mày không thấy luôn ấy. Hiểu hiểu đấy. Thấy sao được cười. Mắt lé thế thì chịu. Em chơi đến là em giết một anh rồi, những người mà như vậy em phải cho ấy chứ. Không anh nó bị khúc anh, nó khúc đồng cây là nó khúc mà. Bố anh bảo nha, đống cỏ trước đây. Anh nghi lắm. Ở cây này nó che thôi. Đéo thấy ai chửi bới thì chắc là đồ nhỏ. Con đồ tôi to lắm rồi. Sao cái camera của em lại bị khóa nhờ, không thể di chuyển được ấy. Em phải ép. Em bấm ép rồi nhưng mà nó cho thoảng nó bị lỗi mà con game này. Một thí sinh cơ hội đây rồi em ơi. Trộn của anh em đây mẹ. Cái gì kìa? Ok. Hai thí sinh. Chó Tứ hacking thế mẹ. Chó Tứ nên hack ra cái này thì cháu ai bắn được nó. Một win GP cái này nó hack não này. Cháu nhìn thấy luôn ý. Thẳng thân chi thuật ngay lại. Phía sau lòi ra không thấy phía sau đéo nào, đi thẳng vào bên trong nó bắn bẹ luôn. Nhìn thấy cái đèn ở phía trên đấy. Nó nhớ mà. Khổ, biết thế tôi đi bẹ chỗ khác. Nghe lời anh em khen đi xa đấy, cái là chết ngay. Cứ vắt này anh em bảo tôi là mẹ chắc chắn chết thì đéo chết. Rồi sợ mai thì nó đi vào đây là đạt, chết. Đạt nhìn trong đỉnh hết nhỉ. Đạt là mấy hôm chơi là chốc mà. Hôm nay chắc là lượn rồi. Thôi mà ăn đời chứ. Đấy chứ. Ừ. Đấy, anh có nhờ khen. Ô, nó còn hợp luôn cả với cả cái ấy luôn ạ. À. Ôi ta phải công nhận đấy. Được. Ờ thôi đừng khen, nó đã bảo thôi mà. Ôi trời ơi. Biến đi toa tàu này. Toa tàu này. Bắn quả đéo thì mất tận 20 máu. Thôi. Toa tàu cái thuyền này. Đây là chấm dứt. Thôi, chấm dứt. Ôi, đứng nhảy đâu nhỉ? Kinh đấy. Được. Đạt sợ ta tàu hiểu không? Thôi rồi. Thôi. Cái đi số máy bẩn rồi. Bẩn. Lần trước trốn ở chỗ kia lại còn định chạy ra tận đấy à. Thấy chứ bẩn trốn đâu. Gần gần thì đã đổ đi xa cái gì nữa. Hỏng rồi. Còn có 29 máu thôi. Chúng nó đâu. Tìm ở chúng nó đâu. Chúng nó đồ bé lắm. À, Tứ. Nó vẫn được, chó nó vẫn được cái chứ lại. Đéo là anh tìm bằng Tứ đâu mà. Khó nhỉ. Anh TV cũng kinh đấy. Kinh mà. Nhưng mà nó hơi bị lạc loài một chút. Bình tĩnh, trật tự. Không, em bị mắc, em không đi được.
Thì không có gì đây. À, à. Ơ cái con chết đi con mẹ. Bú ơi ở trong đấy. Nó là cái con bé tí cơ. Ở trong đấy bú ơi. Trong đấy đấy. Anh bắn trúng rồi nhưng anh chết lại đi mẹ. Đẹp mẹ. Nó là cái đéo hiểu sao tao lại chết. Đéo hiểu đấy, Santo con mẹ luôn ạ. Ơ, anh soi được thằng Đạt đâu ấy? Ơ, soi được hết tất cả mọi người đấy. Đéo hiểu, quay lại thằng Vũ nó lại lúc đấy đang đến ngược khổ thân tứ quên mất. Nó lại quay lại nó bắn. Đệt mẹ bét bảng mẹ luôn ạ. Cảm ơn tài. Bét bảng ạ. Nó bắn vào trong không trúng đây ạ. Ờ, buồn cười nó cứ chém vậy, buồn cười. Chết rồi. Trông thì cũng hợp lý đấy, nhưng mà nó hợp lý lắm. Bét bảng mẹ rồi. Sợ bét trưởng ơi. Chỗ này thì trốn đi đâu bây giờ? Nào mấy chỗ lại bét thế kia. Nào chứ. Thôi em vươn lên giờ mà. Sao chết là tụt hơi nhiều đấy. Thịt là trừ điểm ạ. Chém. Ơ cái pha đấy mọi người phải nhịn cười mà đéo thể nhịn được. Nó mắc sừ đây rồi. Mình nghe thấy mọi người cười mình nghi rồi. Án tử cho Nam luôn mà. Án tử luôn đéo nữa. Ơ thôi thôi. Mắc mẹ vào chỗ này rồi. Mẹ chúng nó trốn ở dưới cỏ thì đéo tìm thấy được. Quái nào cam mà em toàn mắc xong thì không đi được nữa. Ấy, đừng. Đi đâu bây giờ? Đi hết rồi. Mỗi mấy lỉn. Đấy. Ở xong rồi anh Nam là đi đây chia ra chú. Đây đấy mày đi đường nào đi vào anh đi vào bên cạnh. Đây. Qua trái một tí mới vào được. Qua trái một tí mới vào được. Đi vào cái nhà nữa, vào nhà luôn anh. Ôi giời ơi. Đây, hợp lý rồi. Rồi. Đéo mà chết luôn. Em bị mắc. Em bị mắc. Em không ra nữa. Anh thề luôn những phát trước chết chứ phát này đéo bao giờ luôn, anh khẳng định. Đấy, anh đéo gì đây. Cái nhà bên cạnh vào được anh Nam, nhà bên cạnh vào được. Vào được nhưng mà nhà này lỗ. Lỗ á. Nhà này anh vào mãi rồi. Phải đứng thế này mà không lộ nhỉ? Lạ thật. Đồ này đang mới. Người ta có play. Toàn Vũ là sớm tấu rồi. Ôi. Não nhỉ? Qua nó còn lại làm cho cầu tê chết không. Đã đủ bé xong rồi lại còn chui vào trong nhà đứng ở dưới cỏ. Cái gì đã? Ết mẹ chưa kịp biến hình thì chắc chắn không chết đây. Thôi thì trận này hỏng rồi. Ôi. Mẹ chúng còn chúng ở đâu? Chốc rồi. Kiểm tra cái khu mẹ lọng vàng ấy chưa? Chưa. Ô, đứng đây. Đây. Và vừa vặn. Vừa mới nói lọng vàng cái là đã mẹ cắm chạy thế. Anh cứ buồn nhá. Hỏng rồi. Nhắc anh mới chỉ đòn tâm lý cái thôi mà. Ôi Vũ. Ở nhà mình chưa? Thằng Vũ nó hay ở đây lắm. Mình ít điểm quá. Linh vẫn sống rồi thật đấy. Bê về chết này. Xong rồi bê về là thôi xong bê về. Đau tim quá. Hỏng bét rồi. Không thấy ở đó nhỉ? Đó. Đứng lại. Không hiểu sao bị lộ đấy. Em đừng nói là tôi chạy đi đâu nhá. Tổ quốc ghi công với các. Vũ chó ở đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Ôi. Hẹn trông cũng chí lý ấy. Bố con chó Vũ lão này. Chưa. Không ở trong máy đâu, lười cái mình đấy. Cố lên. Trốn cố lên. Thắng rồi ông ơi, ông yên tâm đi. 21 giây cơ, bình tĩnh, đừng nói trước. Cũng chưa biết thế nào đâu. Ba người mà em nó gì. Đi này. Lão này. Đẹp.
Đừng bao giờ bố láo với anh. Điều hiểu hách à? Thắng rồi, thêm điểm rồi. Đéo thêm điểm vẫn bét bảng á. Thêm điểm vẫn đéo khá được. Quả ai dung ra cắn thằng phèo, ui đầu tim quá. Thằng phèo tự nhảy ra đây chết. Ôi giời ơi, biến thành cái này thì ăn cứt rồi. Thôi ăn cái này thì thôi ăn kiệt à. Đi đéo đâu bây giờ. Phèo ơi, tao sống được đến dũng ra đây, rất cảm ơn mày ấy. Cái của anh là có chỗ cốt play đấy. Có play gì? Có một cái đấy hệt ở gần đây luôn. Chama này là có mà. Anh biết nhưng mà đéo lên được. Lên được. Thôi. Đi đâu đấy? Đây. Tao đừng có sợ mai à? Anh Dũng là xem tấu với sợ mai à? Đây rồi. Đừng nghĩ thôi. Anh đi, tao cho sợ mai là nhanh thế. Còn chưa kịp. Chưa kịp làm gì hả mẹ? Rồi chỗ này quay bị thò anh Tứ ơi, sao giờ? Đúng là mình đéo ra được ở chỗ này à? Thói đâu, thói đâu. Anh chả nói đâu. Ở trên á, trong trên này quay nhớ. Quên mất nhau vào chỗ này nấp. Sợ mai sắp chết rồi. Sợ mai sắp bắn. Mai phải là bắn loạn rồi. Bắn được tao đoạn đấy thôi. Đừng chết. Nằm mách lên cao thế. Ôi, anh Vũ vào được trong nhà kìa. Anh Vũ hắc qua đây. Nhà em đây mà. À, đạt kinh vết đấy, đạt được đấy. Đạt được, công nhận được. Ủa sao anh vào được trong đó? Đúng, Vũ nói mình mà. Nói mình trên cao, hai đứa chúng nó trèo mẹ lên mái nhà thì. Nhà này thằng Vũ nó vào đây thì đéo ai mà bắt được đó, có lên được nhà này đéo đâu. Vào được mà anh. Không lên nữa, em lên sao được Tứ con vào rồi. Vào được. Phải nhớ cái nhà này nhá. Em nhớ rồi, em ờ. Xéo hiểu vậy, cách nào nó vào trong này được luôn ạ. Ông anh Tứ thì nhảy được mà anh Vũ chứ cái đó làm sao anh Vũ nhảy được. Nó bảo là anh Vũ nhà. Thế nào? Trời bật, mẹ chắc là mẹ bật. Mẹ có gì em cứ nói thẳng ra làm gì mà cứ phải. Tao lần sau là tao cứ hết giờ tao chơi quả phóng lựu vào trong đấy thì thôi. Đẹp, đéo di chuyển được luôn ạ. Ê, này còn chết không cái gì. Đéo di chuyển được, tôi đéo đi được luôn. Thôi thế này thì Tứ với cả Vũ nó bất tử rồi. Cái team kia thì sớm mai bắn này thì tôi giết được anh thôi. Biến cái đéo gì đéo biến. Ông Đạt tôi lại còn thế này thì đéo anh tìm được không? Ok. Mẹ ra bách giỏi vậy. Mày nói tao bách kìa. Im mẹ đi, tôi giỏi đéo thì mà giỏi. Không, mày đéo rồi chết được. Nhìn là biết mày đéo rồi chết được. Bất tử đấy. Đéo được cái này để thần pháp cho nào. Thì đéo nào pháp tâm lọc này người bố đời này. Điệt, Pháp mới là bố đời đấy này. Sơ mai thực sự đã bị hack não đi mẹ. Bố đời quá. Kìa, sơ mai kìa. Sơ mai mặt này đúng là sơ linh. Ngã chết này, ngã chết này. Rồi. Ây, rồi mày quá đấy. Sơ mai nó quá. Sơ mai oản chốc ván này giết được mỗi tao à. Năm sao lại mỗi tôi chết rồi thì đéo nào. Ôi giời ơi. Khó vậy. Thôi, xin phép, nắng lên rồi. Bé đi vào nhà nhé. Chết rồi, đi đi nội nhìn thấy di chuyển là ẩn này. Cảm ơn anh em ra mai dương chủ đề biết cam gì. Phơi nắng ra rồi. Mẹ đặt chân kìa. Thôi. Cái chỗ đấy. Ôi, tầm phát tâm lý loài người vậy liền. Mà Đạt lại chết thì thôi tao cũng phải công nhận là. Thế hên mới dị. Tầm phát là bố đời thật. Phán ở trong bụi cỏ đâu đó quanh đây thôi. Ờ, anh tìm đi. Luôn. Thủy tinh luôn, tinh gì đi. Rồi chết bớt đi, giảm tốc độ nè. Ông Dũng nói thế là biết ngay là nó trốn ở trong mấy cái bụi cỏ. Chỉ nên thấy vừa có mắt em mà đi trong được này mà. Bao nhiêu bụi. Không những đết cam, đết mồm. Ôi giời, đéo lên tí điểm nó thế. Bây giờ lên hết ván đã, nó mới cập nhật. Hết mẹ. À mình với Tứ à. Ôi rồi rồi, thôi. Đạp lại đạp ở trong top 3 phía dưới rồi. Khổ. Đéo hiểu sao chứ đến sao lại là chết được. Vô lý. Quả này mình bét rồi. Vô lý luôn. Mẹ đến đây mà cầm hết. Cái chỗ đấy nhiều người trốn rồi. Xin lỗi đi, đéo phải đi đâu xa cả. Nhìn mấy cái vật trong. Nó là cái chai làm sao mà chết được. Bây giờ phải cấm không cho đi vào trong cái nhà kia nhá. Sao bảo sao đấy. Cấm không đi vào cái nhà lúc nãy mà thằng Vũ cả từ trốn đâu. Cái nhà đấy nó mẹ đéo ai mà chơi. Phải cấm đấy. Nép ngay, Rio cập nhật nhá, nép tường.
Tâm nhập loài người đẹp đồ. Cam. Ừ, cảm ơn. Cấm vào nhà ấy rồi đấy. Mẹ thế này mà sống được thì thôi đúng không? Này, này, này thì lại định cái tâm lý học ngoài người ạ, Pháp. Tâm lý học rồi, trà trộn đấy. Trà trộn. Nó dám giúp vào mùi của anh. Ngon, ngon. Đoàn tàu đánh cá. Cái này. Kinh thế. Em cứ ra đi dần dần thế này. Nó to lắm, không trốn được. Thật đúng, anh mà không tìm anh Vũ thì hơi dở luôn rồi, em nói thật đấy. Vũ à? Kéo gì mẹ tìm mẹ đâu hiểu thật em không hiểu luôn ấy. Rồi biểu tượng của Avenger à? Nhất định kéo đi đâu không có nhìn chỗ ông Vũ nhìn trông như kể cái tế đàn phía trên phía dưới đều có yên lặng nhẹ và vẫn có đứa nào ngồi đầu tao đây. Mẹ nó trốn ở đâu nhỉ? Thế anh dùng thì không ra đâu rồi, em nói thật. Ừ ơi, anh xem đâu, trốn đâu anh chịu, anh đã biết rồi. Dạo này anh chốc lắm. Chỗ này chỉ có em với Tứ biết thôi. Mẹ nếu hiểu. Biến hình nhanh lên, đối phương đang ở gần. Biến hình bây giờ mà, khoảng bây giờ mà. Bùm. Vào hẳn trong cái nhà này mà check em ạ. Ôi giời ơi, thì mẹ biến quả xe xúc cất này thì thơi hỏng rồi. Ôi giời, thôi nhìn cái kia. Đi vào được anh, đi vào được, đúng rồi. Vào trong cái nhà cái đi em ơi. Đấy, tìm ở trong cái nhà đi. Em nói thật là anh cũng bất tử rồi. Nó lòi anh này. Đây, hợp lý rồi. Đi mấy. Chỗ này không tìm anh, chỗ đó không bao giờ tìm đâu. Đéo bao giờ chết luôn đấy. Xin chết mẹ luôn. Hành lang thần trùng. Tìm hành lang cái Tứ ạ. Nghi á, Vũ vừa nói hành lang thần trùng. Em lên luôn đi. Đùa thằng Vũ ơi, chơi đi, im nào, cứ nói cái vị trí mọi người. Cả tầng 3, tầng 3 luôn. Ủa? Cho anh. Tao mặt đổi hình rồi mà trông như lúc trước vậy. Nó vẫn to như vậy mà. Nó mách vào đây kiểu gì đấy? À, đây. Đệt mẹ. Nó trốn đi. Nói ít thôi. Anh mà để anh Vũ sống thì hơi ấy. Đúng rồi. Em nhỏ xíu. Anh cũng muốn lắm nhưng mà đéo thấy chứ. Đồ thì to. Mở to mắt ra mà tìm. Mày bé thật mà. Mở cả mẹ mắt dưới luôn rồi thì này. Dễ thế lại không tìm thấy à? Anh dùng cái tầm này đứng AK rồi. Anh chấp nhận thì. À đổi rồi. Thằng Đạt hình như nó vẫn ra đồ đấy. Còn đổi đồ đéo. Phải chuẩn bị để chuẩn bị. Đổi đồ vẫn hợp kinh thật. Chuẩn bị rút bazooka vào này. Đến lúc rồi. Đấy. Anh ra đây anh ơi. Phóng lên rồi em chả chúng anh Vũ hả đâu. Đẹp, mất máu rồi. Ôi, đang đánh lửa anh Dũng đây. Mà trong nhà ấy sao anh ạ? Tha cho em. À, ôi. Đau tê thôi. Anh Dũng ơi, tôi tha cho em. Ơ, có thằng ở đây. Anh Dũng ơi, tôi. Đừng bắn nữa. Đâu? Hai. Anh vừa bắn, anh vừa bắn máu. Không. Thế à? Thế à? Đi đâu vậy? Please, con đi. Đau cái tay, sợ mấy luôn. Ai đang kéo lên cây à? Cho chúng ta kéo lên cây à? Mẹ. Ê, hiểu sao cho em bước xuống này trăm lần rồi mà đéo tìm à? Cái này chắc thoát được một tôn. Đổ cả vào lấy thôi, gì nữa rồi ông survive kìa. Lúc mà anh cậu cho anh Vũ đứng tìm mà nói thật luôn rồi mà đang làm trong anh bắn thẳng vào đấy rồi. Quả đấy xèo qua người mà, lọt qua hàng mày sợ mấy. Thằng Vũ ở đâu nhỉ? Anh mày làm trò gì đâu, tát chết củ à. Hôm nay để em lên thay nhá. Em lên thay mọi người anh nhá. Ô, kẹt mẹ rồi. Chó sờ bay được cái gì mẹ. Tớ cứ thấy tao ở đâu mà nó đi vào ạ. À. Em cưỡi rồi anh rồi mà, anh đi đâu vậy? Mày cưỡi đi, thôi mày cưỡi đi. Gọi cưỡi nữa đi. Cưỡi mạnh vào. Cưỡi đi. Xong bảo rồi đi tìm Vũ à. Đéo vào được. Tít bê. Một ván đéo gì mà một trận làm đến 4-5 ván đi tìm ạ. Ủa chứ em đặc bét đây này, anh lo gì? Điểm 3 vị trí cuối là có anh rồi. Bây giờ còn đéo làm gì được luôn ạ. Thôi, đây vậy. Đéo hiểu. Lỗi mẹ rồi chó sợ bài. Anh đứng đấy thì còn trốn. Ô cái thằng survive này đi ra. Cái gì? Cút mẹ đi. Đi vào, lao đi vào cho tôi, vào tôi. Đi vào cho tôi đi. Đi gần này ai, trong tôi. Đây này. Đây này. Trời ơi.
dấu hiệu gì không? Đúng rồi. Sát vào. Phải mày trên thế nào được vào đấy mẹ đỉnh cao vậy? Sao mai còn sống giờ hồng người mù thật luôn anh ạ. Bạn đè lên tôi đi. Đè lên tôi. Bạn đè lên tôi. Rồi. Đứng im nha. Bạn đè lên tôi đi. Ông giúp quanh đấy thôi. Từ từ. Ừ, đấy, tao ở đấy đây. Được rồi. Thôi, anh chúng ta chuyển chỗ nha. Ừ. Đừng đè lên nhau nữa. Còn đợt kẹt nữa. Kéo gì đấy? Ôi trời ơi. Con bạn nó lừa tôi, con chó ghê. Hè đi. Ê, đâu nhỉ? Thấy anh, không thấy anh. Thấy không? Không không. Mắc thế này. Harry Potter. Đi mẹ thằng kia che cho tao. Đấy, em che cho à. Từ từ. Ừ. Đấy, anh đứng đi. Che vào trong đây cơ mà. Xong đứng ở đấy, đấy trong đây cơ mà đi. Đây, ok. Đấy. Rồi, ok. Rồi. Đẹp rồi. Tâm đi. Ôi, xong rồi. Mãi nhau tặng nghề nhá. Ok. Quấn. Nó làm nó được cái đồ ngu ăn tưởng nữa. Cuốn sách này mang tên Nam này, nó được cái đồ ngu ăn tưởng. Tâm nhìn của người mù. Anh còn không nhìn ra chúng nó đang là đồ gì ý. Mất mẹ cái đấy thôi. Ờ. Ép, lỗi rồi. Ép à? Thì cô bảo táp ra ngoài vào lại là hết anh. Ừ, táp ấn táp ra, anh táp ra vào lại rồi. Táp rồi. Được không? Mất đâu. À, x. The club, the pub. À, the club, the pub, cái biển. Tao là cuốn sách đấy, tầm nhìn của người khiếm thị đấy. Tổng luôn là cái cục, cái tai của nó nhá. Thì mẹ đạt với lại Vũ thì đựng đọt đeo gì tầm đại. Tìm cho kỹ vào. Phải nói. Tham chết kìa. Cái góc lên đàn nấp, góc lên đàn nấp. Thằng Vũ nó ở đây bao nhiêu đâu mà nó đéo giờ nó tìm đến chỗ này thì tao... Đéo giờ chết luôn, đéo chết được. Chỗ ruột của Vũ mà Vũ lại đéo tìm thì anh hơi buồn. Nó chạy con mẹ rồi, nó chạy gần đấy rồi. Trèo mẹ lên cây rồi. Trèo mẹ. Tẩu mạnh vào. Ôi, Vũ nó về đây rồi. Vũ nó về đây. Đứng yên. Rồi. Rồi, kết thúc đi. Tâm tục bà đây đây. Mà lúc đầu đồ dễ chết vãi lìn ạ. Ngon, bứt tốp. Phèo em. Được đấy, anh em mình thì yên tâm rồi. Góc đấy này mày bắn bazooka vào thì ngon mạnh. Một phát là đi hết. Thế à? Vấn đề là có bazooka không? Trốn cho kỹ vào. Đố bạn tìm tớ luôn này. Đừng để thằng này nhìn thấy nha. Súng đạn không có mắt đâu. Ai à? Được rồi anh. Được rồi, đẹp rồi. Đẹp đéo thì đéo hiểu. Cái này mà tao đẹp à? Tao hiểu sao lại chui được vào. À. Em thấy chui anh xem hình nó đẹp. Đẹp cứt. Tôi tìm anh từ nó bảo đẹp. Em thấy đéo ổn đâu. Ôi giời ơi. Với lại Mỹ Linh lại dính cạnh nhau vào này. Con rút ra được không? Ôi giời ơi. Ngắm luôn. Ôi ăn mất 46 vào mồm ngay. Ôi Vũ nó lại còn thế này nữa, chị cho anh tìm được. Chó Vũ nhá. Dân ăn mày ăn xin à. Hay lắm em ơi. Trong đấy bây giờ lại mẹ làm lại bài cũ. Một màu xanh xanh. Hay quá nhở. Bố láo à. Mình bét rồi. Em bét mà anh bét đâu. Anh em cũng được đấy. Chỗ này cũng được đấy. Ít người để ý đấy. Tôi còn đang ở trong vòng gọi là nguy hiểm. Đây là chết. Bằng từ gần. Đúng không, nó có cái chỗ mẹ ăn mày ăn xin rồi kinh quá. Ôi đạt đấy. Mãi lìm chứ. Sau khi đạt lại ngon đi chứ. Tự. Biến hình. Não rồi. Ơ? Tôi đem dập bên đầu thằng Smile. Còn có hai người là Vũ với Đạt thôi. Cố lên hai em ơi. Vũ đoàn tàu này. Vũ vẫn ngon. Trong phòng này Nam ơi. Trong phòng Đạt thôi, Đạt thôi. Chắc là... Đạt đã đổi rồi. Đổi rồi. Ơ chứ, bị.
Cái nhà này cấm vào rồi, Pháp biết à? Ờ, em thấy vào. Cái cây trong này mà. Cấm vào rồi, bị cấm làm vào gì rồi. Cây nào nó đấy? Đấy, đấy. Nó nhảy ra rồi. Làm gì với cây nào, em một cây cấm rồi. Phải lát à. Anh thấy nó cấm rồi. Đâu, em thấy cái cây mà. Nhưng mà cấm rồi. Cấm rồi hả? Ừ. Cái cây bị tiêu rồi. Nó dù có là cái cây chân nữa, nó sẽ biến thành đồ khác, nó cũng sẽ... Ôi giời. Cái cây. Đấy. Trong để nó bắn được. Đâu, bay vào trong. Rồi xong rồi. Rồi, muốn mở xong mà. Okay. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi, hay quá, thắng rồi em ơi, David bay lên nhanh quá, ghi bảng rồi. Ôi rồi ôi, một cái trận thắng đấy nhiều điểm vãi lên. Ai đây? Tao với Tứ à, Tứ ơi, cú lên anh tay sắp bay xuống. Đi ra kìa. Cố lên anh. Té 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 té, đèo nó nhiều, tránh xa mấy cái thành phần nguy hiểm ra. Mấy cái phần đánh mặt trời luôn ạ, mấy cái phần từ xấu, không chơi với phần từ xấu. Thế cả ánh mặt trời luôn, không nhìn thấy gì luôn. Ui, ai bức tường Berlin đấy? Thôi xong. À, có bức tường Berlin đây bạn. Từ ạ, đi tìm ngay chứ có chết rồi đâu đấy thôi. Tìm chứ đéo được luôn. Nhìn lên anh, nhìn lên chàng anh. Ơ. Sao lại cái đấy rồi? Đi ra đấy. Bệ, dừng ra kẹt bệ nữa. Đấy thì cái bức tường ngay chỗ người anh mà. Chán không muốn trốn luôn ý. Lại nuột rồi, nuột rồi, nuột rồi. Trình cao quá. Rồi. Anh không chết rồi, anh em lặng lặng chết thế. Em chết rồi mà. Ui sao chết? Ai chết 10 năm rồi, dấu hiểu còn không chết. Sao ở đây vẫn hiện thấy này. Còn mấy thằng anh ơi. Còn có 3 thằng đấy bạn. Chết mẹ rồi, trốn chỗ này đéo ôi. Hay rồi. Chứ là có văn cuối có thằng nữa này. Ờ hay. Ủa? Còn thằng Nam Anh. Thôi anh Dũng ơi, đừng giết em. Nam Anh cái à? Anh ơi, em tè mất anh ơi. Ờ, thì mẹ sẽ có cái này đây. Ờ, thế mới lạ chứ nhỉ. Nam thì chỉ con đã tìm nó em. Mẹ đéo phải này. Cô lên đạt rồi, anh tè mất em đạt ạ. Rồi. Thần tìm em ạ. Đừng vào nhà anh em ơi, em tè rồi. Ôi giời. Người hãy quên em đi. Ua tờ tanh thế này thì thôi. Và đừng yêu em nữa. Sao đéo cho tao zone lại lần nữa là sao? Nhất. Anh ơi, thằng thần trùng của anh ơi. Quan qua một cái nó là thần trùng đấy bạn. Không có thần trùng à? Cái tầm này qua đâu nữa hả? Giống hết nhau à. Quá tờ tanh anh ơi. Nó tên là quá tờ tanh ấy. Ừ. Nó trên khác đấy bạn. Anh nghĩ có thể trả trùng trên khác chắc. Ở đây rồi. Ai dài ai đi phải to thế. Ôi đạt ơi. Rồi, chiến thắng ngay. Hai anh em mình lại giống nhau là cái đéo nào. Em có thể dính cái đéo chạy cơ. Đấy, nghe thấy không? Thế là ngon ngay. Anh mất 1.000 để đổi đồ, lo đéo cho đổi ạ. À. Lừa vậy lìn. Một phát nữa là súng. Ôi, Đạt ơi, Đạt, đứng lại, Đạt ơi, chưa anh, chưa anh. Anh ơi, cạc em đâu, anh ơi. Chưa anh, Đạt ơi. Đây, 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 từ từ xuống đây với anh. Đạt ơi, mày đi đâu? Ừ. Anh đi cùng với. Đi, 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 đi. Mà thôi, đi mày hai hàng trốn một chỗ, chết cả hai đấy. Anh tìm cái đồ vào đây, anh gắn vào. Vào đây. Đi, đi. Đấy. Thôi đi, anh cạc các bạn vào đây rồi. Mày tránh ra xem nào, từ nãy di chuyển đã thằng đây. Thôi, từ. Đấy, mày chui vào đi. Ơi, mà quá, đẩy mạnh anh lên rồi. Đấy, ok. Sẽ húp anh lên thế. Em đang húp đấu. Rồi, 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 rồi. Cái đéo thì đây. Lùi 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 tí đã đây, lùi lại tí, lùi lại tí. Cái đéo thì đây. Được rồi, được rồi, anh này không lộ, anh này không lộ. Lùi 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 tí đã đây, lùi tí đã đây. Có một tí thôi, có một tí thôi, không sao. Lùi tí đó. Ừ. Đứng ở giữa giữa này. Đéo là cái này đúng đâu thế? Thì con mẹ. Ôi, kẹt à? Ừ, kẹt rồi. Đi mẹ kẹt thì hỏng mẹ rồi. Kẹt mẹ vào đây rồi, đéo đi được. Mẹ. Nhà tao đi vào được nhỉ? Nó trốn trong mấy cái nhà này thôi em. Người ơi. Hãy quên em đi. Em có biết đường vào nhà đâu. Yêu em nữa. Nếu anh không
từ 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 cố sống mà trở về 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 về. Đặt tên con là Hòa Bình. Đặt tên con là Hòa Bình. Đập cái chỗ quen thuộc vậy cứt. Người đừng cho anh nào. Thôi. Người hãy quên em đi. Nhưng mà thế em bảo đi nó đéo hiểu. Ôi Vũ nó sống rồi, đây thì thằng chó Vũ nó sống rồi, thế này thì đéo ai tìm được nó, mẹ ta phải soi chó chết được. Đéo hiểu đâu Vũ đâu. Trời, thằng soi thẳng vào chỗ thằng Vũ chó chết. Vũ đéo mà chết luôn, anh tuyên bố cầu luôn. Đây là đất và like. Nó bị lag mẹ rồi, nó bị lag rồi. Chui mẹ lòng đất thì bọn này bắn làm sao được. Ủa sao đấy? Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ. Thế nào? Ơ. Em có không hiểu anh à? Có thể không? Đây chỉ có thể là đó là cái phép đấy mà phép. Đấy em hay. Đang dùng ẩn thân chi toàn anh. Hack tàng hình, có mẹ hack tàng hình. Chò đéo gì hack chó từ hack tàng hình. Rồi mà từ chỗ hack tàng hình nhá. Lòi vào trong. Rồi yên tâm thắng rồi, đéo thua đâu. Mai Dương. Đây anh em hãy nhìn deck card của tôi đây. Chó Vũ sẽ chết. Đéo chết được, nó chui vào đất rồi. Chết được anh à, không bao giờ chết được đâu. Chết đéo chết kìa. Dưới đất mà sao chết anh. Chết là sao. Kể cả bây giờ chỉ ping cái vị trí của Vũ cho nó. Vũ chắc đáy ra quần phà đấy. Đéo hiểu sao 5x có thể sống được cơ. Thế mới lạ chứ. Nó này chọn, đéo chọn thằng Na. Chọn thằng Đạt cơ. Đéo hiểu sao thì phải. Nó biết cái mà đéo chết này. Nếu mà tôi mà chúng này chắc chắn tôi chết. Và chắc chắn chết với thằng Sửa Mai. Nhưng mà tôi lại đéo chết. Em với lại Namek là cùng đồ. Mà Namek đứng được mà có đứng cùng chỗ nữa. Địt mẹ, nói chuyện như kiệt đi. Nói chuyện kiểu đéo gì đây. Địt mẹ. Địt rồi mẹ. Nói chuyện địt mà mày đọc vị trí ạ. Rồi lo đéo gì. Thoát không? Quên. Đéo hiểu sao? Mà năm ấy đứng trước chắc là năm ấy phải ôm đam nhá. Đấy. Có, anh bị mất 50% máu. Vũ cũng nghe được một bậc. Cũng không vẫn để gen thôi. Nhưng mà lần này được gen tên Smile. Top 4. Sao? Không, nhưng mà để Smile, Mỹ Linh gen Smile nó mới đúng chứ. Đúng phút quay rồi. Khổ. Yeah. Đéo được điểm. Thằng Đạt chết mẹ đi. Đạt Pháp Vũ Sở Mai. Ừ, nhanh em. Chán á. Làm luôn đi em, nhanh. Luôn nè. Làm gì nhỉ? Anh vật quá. Ơi em sướng quá, ứ vớ. Mạnh ngủ rất hạ luôn. Sứ ơi em sướng quá. Trời. Không, cái này phải đúng này. Cái này mọi khi Riku nó diễn quá kìa bỏ. Giọng thật ngoài nó phải như thế này này. Làm quả dên mà cả cái chung cư nghe thấy. Thật lúc ông rồi. Đóng cửa là hàng xóm nghe chứ. Tôi không thấy nói gì nữa mà. Ra rồi, ra rồi. Em đang đi tìm dây ăn anh ạ. Em đang đi tìm dây ăn. Cả cái Hải Dương ăn mừng luôn. Thôi hai thằng kia đồng thanh luôn đi cho nhanh đi. Đèo anh Sương quá. Đéo hiểu game ra cái lồn đấy. Đạt cái lần đang chơi cùng bạn. Đéo mà sửa phạt được. Mình với Namek đứng cùng một chỗ, cùng một đồ đấy. Hỏi rằng Namek thì sống mình chết. Đéo hiểu. Anh bị mất 50% máu phần đấy đấy. Cái pha cuối nếu mà không mọi người không nói thì nó sống đấy. Namek sống mà. Sống mẹ luôn mà, đéo hiểu. Anh tới nha. Thay bị lần chóng lần tới bạc. Rồi, sống đéo làm gì được cho đời, sống làm đéo gì. Mình chả thùng mát, chả biết phải đi vòng đường nào. Đi cùi nào em ơi. Em vô được rồi á. À con Riku chưa zen mà. Riku đã zen đâu. Quên đấy. Riku còn chưa em phải zen chứ em không làm mọi người mất 15 phút. Thôi em đâu có chơi đâu. Không em ơi không, em chơi đẹp. Em zen gần mét. Anh. À không, em đang chị lên chứ. Không chơi cũng phải chơi chứ, em phải chơi. Chị lên mà. Linh nào? Em thích chị em. Em không biết là trọng tài bảo là bỏ trận là xử thua luôn à. Oh fucking shit. Em lên anh em ít, bỏ anh em ít.
em zen được thì zen, còn không zen được thì cố mà zen như cần. Có pass chưa anh? Ê, chưa. Pass đây, để tại đã. Nhớ thêm một người nhá. Rồi thêm rồi. 9 rồi. À, dươm à? Để ở cái. Dươm. Dươm. Ở mà. Không công nhận có tí cà phê vào giọng 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 được đấy. Nghe nó ra diết ấy, nó khắc khoải trong cái tiếng rên của Mỹ Linh. Để tóc rất là lúc lúc em đúng không? Không hề giả chuân. Đó, trông nghe nó thực. Tưởng tượng ra được cả hình ảnh. Mỗi khi Riku thì nó hơi quá độ ấy. Không, Riku là kiểu xem phim. Còn Mỹ Linh là ngoài đời. Đấy, nó là sự khác biệt giữa là, đấy. Riku thực là tế và phim ảnh. Còn Mỹ Linh thì nó là amateur. Amateur. Quay hao à? Ủa sao không phải là hentai? Là gì vậy? Không, bọn anh biết hentai là cái Linh gì? Vẫn bứ. Ờ, đúng rồi, cái pha đấy là Linh gọi đấy là rút cái thụt ra, nên là giọng nó cũng khá là bứ. Rico vào cho em. Đạt đã trận nào thắng được chưa nhỉ? Con game mình nó ra quá đéo hiểu. Gần như lần đéo nào chơi cũng thấy dí mồm và rên. Pat phòng là gì? Bát trên hay bát dưới anh? Còn bát trên, bát dưới á? Thế bát dưới của em là gì? Là rên rỉ. À, bát dưới của em là rên rỉ, thế bát trên của em là gì? Ra rồi. Là bát trên của em là ra rồi. Bát trên là ra rồi, còn bát dưới là rên rỉ. Ok, đấy anh em nhá. Thế anh tiếng ở bát dưới nhá. Thế là muốn. Thôi tí anh bát trên cũng được, anh bát trên cũng được. Sao lại hỏi em, anh đặt bát mà. Ở sao lại đặt bát trên bát dưới của em? Ờ, chắc hiểu. Chết thật đi. Bát bạn anh xuống, bát là bạn anh đặt à? Chết lắm khóa thế. Từ khóa nhiều. Đọc đúng thì mới. Bát trên thì mở trên, bát dưới mở dưới. Đây rồi, thì mình tự về ổn đấy. Thôi. Dù ôi. Bỏ mẹ rồi. Đây. Ai to thế? Đéo bao giờ chết được luôn, sao mà nó hoàn hảo thế nhỉ? Ôi dồi ôi. Gì nữa? Ui, hoàn hảo quá, đéo bao giờ chết được ấy. Sặc thật. Năn nỉ bị tìm thấy luôn này. Đâu, mày là cái gì mà mày năn nỉ? Ôi đi, mà chó nam kinh quá. Đâu, chó nam kinh đấy. Lắm lúc nhìn mọi người sống. Nhưng mà hơi nghiêng, em ơi, hơi nghiêng. Thế là được rồi. Ôi dồi ôi, vô mẹ. Lại. Thế thì chết. Này cái cây mà của ở dưới gốc cây đấy là thẳng ra hơi chéo nó nhìn nó biết. Hả? Trên quay sang bên quay một tí sang bên tay phải. Lòi ra đây. Nhanh lên. Xong nè. Chưa được quay đi. Rồi dừng họ. Cái gì đấy? Họ rồi. Vẫn bị lòi này. Được rồi, đẹp. Lắm lúc mà thấy mọi người chết mà mình cũng thấy ghen tị. Mai bị lòi sao mai ấy. Bố của ghen luôn. Lòi. Hết chỗ rồi. Muốn trải nghiệm cảm giác chết quá. To lắm. Lách tôi. Anh em thấy nào? Anh em to lắm à? Anh em thấy nào? Nào, ông Dũng nào. Sờ mai. Riku. Ôi, con Riku làm sao lên dưới trời? Anh nhảy lên thôi. À, nếu anh chơi, em chơi, em chơi chỗ này đấy. Chỗ này thì chó tìm thấy à? Anh nhảy. Nhớ tìm thấy là chó à? Để được, đứng lên. Nếu anh chơi chỗ như thế. Thì anh nhìn thằng kẻo này. Nhảy, không chơi nhảy lên thế em người lên đây. Sợ ra đây, mất luôn đây. Thế thế nhỉ? Thôi bỏ mẹ rồi. Sao đây toàn khỉ? Mai. Ôi sao em bấm X mà em không đi mất. Ừ. Anh đã bị bắt. Thôi bạn thử ơi, tôi bạn ơi. Ôi mẹ mẹ đáng di chuyển. Xin lỗi. Tớ không biết. Bạn ơi. Đéo nào sợ. Rồi họ ơi bị. Tôi thấy một thành phần rất là nguy hiểm nhá. Đấy, đi giật lùi này, đấy.
Rồi. Sống mẹ luôn. Chỗ này đi qua là biết rồi, thì cái góc nào nó giả chân tí đi. Góc con kia. Tâm lý học học loài người phết. Ờ. Ôi, tăng phèo cao thế. Mình nãy là cái thang mà. Đéo hiểu sao mình chết đấy. Nam bách sướng đồ. Phải đổi đồ à? Ờ đúng lúc thằng Pháp, à thằng Từ đứng ngay bên cạnh. Anh Dũng sống được mới gọi là hay. Hả? Anh mà. Thì đéo là lúc nào? Anh thế mới được làm anh của em chứ. Giờ phải tạo cái tên nào để nó lên bảng ấy. Đâu Sơ Mai đâu? Thì mẹ Sơ Mai. Ờ giờ mẹ chó Sơ Mai chứ sao lại không tìm nhỉ? Nóng hòm. Cái gì? Chết. Thích leo ngọn cây này. Thì có mua gì ăn không? Hả? Có mua gì ăn không? Sao con Riku nó xuống dưới hả? Có mua, mua anh gói mịn nữa. Có được không? Trên này không ngon nữa đâu. Anh kiểu bên chơi xong nè. Ok. Bóng cười này vẫn sống này. Sơ Mai khéo đâm bất tử ấy nhở? Chưa chắc nó nghĩ ra đâu. Mình tưởng mình vô địch rồi cơ. Ông Dũng ông đéo chết mới lạ chứ. Ừ. Sinh ra cho ông Dũng tâm tư. Khuất. Vô lý thật đấy. Vô lý đi không chịu được. Thấy thế nào? Mẹ ba của tôi là hai lai cái chất này luôn đi. Tâm lý học loài người mà. Mà mẹ em cũng chết ngay của anh chết rồi. Cố thắng lên chị ơi, em chị đi tìm. Dạ, hai chị đi tìm ư à, ghê thế. Tao thấy vô vọng, tao là vô vọng của mày nữa. Không có lẽ em sẽ em tin chị đâu. Thế thì thấy ông nào thì ra để bảo chị bắn ông mới chết nhá. Ôi, đéo ổn rồi. Đéo hiểu vào cái đồ vãi lìn này. Đồ này map này lấy đéo ra đào đâu ra cái đồ này. Tứ luyện đan à? Cái này không có đồ đâu. Ôi, thằng Vũ của Quý Huyền Thoại này. Ở đi, cái gì giữa đường này? Trời ơi, một lần thôi. Đéo hiểu mà đứng giữa đường. Ờ, ông Dũng ghét nhở? Ghét cái đéo gì? Hiểu sao đồ ngon của người ta lại bảo ghét. Ghét thì ghét thế nào? Đéo tin đấy. Ông Dũng đỉnh thế. Bố đời mà. Chỗ này là cái chỗ anh nói thật với các em luôn. Nó là chỗ không ai biết luôn. Tâm lý học loài người rồi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Vũ chết chưa? Vũ chết chắc thì để... Thằng Nam Ếch mình đâu chết kìa. Của Quý Huyền Thoại ngay. Nam Ếch thì có nó ở sâu. Cái hơi cao kia. Ý mẹ đi chết hay không có số cả rồi. Cao à. Đừng có phán xét người khác đi. Thằng Nam Ếch thấy vô vọng. Có phá bác đấy. Thằng Nam Ếch vấn đề thời gian. Thằng Nam Ếch nó phát là nó biến hình thật nhanh thì được. Tâm lý học này. Biến luôn, nó quay phát là biến luôn. Đúng rồi. Lính ơi đi tiếp đi. Đúng rồi. Đâu. Đấy. Này thì biết. Tệt mẹ. Đâu. Tự nha. Thôi bỏ mẹ. Từ nó chỉ nha. Điều là tôi bảo mỹ linh liên quan gì. Đâu. Mẹ. Ờ. Đâu. Em ơi em đấy. Dừng lại nào. Ủa chị chắc trong nhà chứ. Này đằng kia có mưa. Anh đây này. Trong kia xem. Đi đấy mà. Nó cứ lùa con mê linh ra đấy à. Thằng Tứ chơi rất bẩn nhá, thằng Tứ chơi rất bẩn. Đéo cần biết thằng Tứ quét bảng. Nó trốn ở đây mẹ. Em bảo em bảo em ở đây. Đấy cái linh. Thịt mẹ cũng biến khoảng lan can. Nó Tứ ở đấy đi cô ạ. Em không say. Chết được kìa. Chết say à. Ôi, đặt lại chết kìa. Cái mèo nó trâu hẳn một lên luôn. Ơ, thì đây không phải là Tứ đây là nào. Thằng Tứ đây này. Anh dâm. Chết đi nó. Phải lìn. Dí nhầm mà đi. Dí nhầm. Ôi, con chó Tứ lên trên này thì đéo ai mà chơi được với nó. Có bảo nó cũng đéo gì thấy đâu. Dí đúng thằng Đạt.
cái tên nó dài dài, thế là tao thì vậy. Thằng Đạt nó đang chán game lắm rồi đấy. Với lại thích xem sách quá. Đéo hiểu tổng chỗ nào tí quá. Đá chim rồi, đéo hiểu sao mà lại chết được à. Đá chim rồi gì nữa. Đồ, đồ cái này nó gọi là thấy cái này nó gọi là châu bò giết nhau rồi mới chết. Đạt. Thôi, hy vọng từ nó thắng đi, anh em còn được điểm. Ừ đúng rồi, từ thắng. À, cho hai đứa kia đó mất điểm. Rồi. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Ừ. Tứ đâu ấy? Ôi Riku vẫn nhất cơ. Tứ đâu ấy? Ừ, này, nó lên cây rồi. Tìm bé ai đây? Smile à? Hay lắm. Có điểm, có điểm rồi. Ui anh, em thấy nhỏ xíu mà sao nó lại biến ra thành to vậy? Nào ui cút bé. Cái rầm gì đấy? Mày biết được mạng hay không vậy? Đéo tìm to lắm. Tìm với Smile thì đéo phải lo rồi. To lắm đấy, to lắm với Smile ạ. Chắc phải to lắm đấy. Ui anh, em thấy nó nhỏ tí mà sao nó biến thành to vậy? À. Lại bị mắc ở đây rồi. Hay đó là cái to nhất khi mà không nhìn trong hình nhỏ lắm, nhìn trong hình bé tí. Thế thì chỉ có cổ quý huyền thoại thôi. One. Ôi ôi. Ơ sao bắn mất máu? Thằng chó Đạt này. Không hiểu luôn. Phan. Ơ Đạt kìa. Đạt kìa. Con mẹ Đạt làm nào mà nó lên được trên đấy vậy? Ơ sao đều bắn được? Bắn được thằng tường to tùng này. Cho Đạt được đây. Rồi. Đạt sâu quá nhiều những cái ván nó kiểu nó chấp cái. Đi về đéo rồi mất. Hắn đéo là cũng hay. Đéo là sao vẫn chết. Mà nữa là cũng bố đây hết rồi. Được. Không, cái bán cái pha này phải công nhận. Nguyên chi bây giờ đi. Rồi rồi. Chọn. Được đấy. Em phải bảo kê cho cái đéo. Bảo kê kìa. Sợ mai ấy bảo. Bảo kê là. Nam ấy sợ mai chết rồi. Đi. Bảo kê này. Đây đây, nếu mà anh nhớ cái gì thì ván này mà Đạt chết thì là tao mới buồn đây này. Thực sự đây ván này mà Đạt chết khi mà đòn đang ở cái đồ này có thể chết được thì tao thực sự tao phải nói là số tôi phải nói là số thằng Đạt ở đây đây các bạn. Đến với cả 10 con mắt đang dồn vào Đạt vì cái sự khâm phục. Đây là đòn đầu tiên được đưa ra. Quá cái này to tàu mà, tôi biết mà. Tôi chết tối. Ba đầu là cái thuyền bây giờ phải. Chứng tỏ thằng Đạt nó phải to lắm. Mà kiểu gì anh Đạt? Anh Đạt cũng chết cả, Smile đi qua lần Đạt chết. Cái ngon này. Đổi được. Thôi rồi, chết rồi. À, vừa có thằng biến ở đây. Bố mẹ. Rồi. Nó đấy à? Nhầm. Mắc cái camera không thấy mọi người đâu. Ghét thế. Ai cũng đang nín thở bão cò đổi ấy à? được mẹ thế thì lại không ổn lắm nhở, nhưng thôi cũng được. Đúng rồi, đang trái lốc quần đến nơi đi kìa. Sao mai còn chết rồi. Ờ, sao mai bị chết rồi. Sao mai hoảng rồi. Sao mai bình tĩnh em ơi. Sao mai bắn phát là chết này. Sao mai bắn chưa phát là chết này. Ờ, Đạt ván đã bất tử rồi. Không thể chết được. Sao mai chỉ cần... Sao mai còn mấy máu. Cái đéo đã xảy ra vậy. Anh nhìn thấy nó rồi. Đâu đây? Ôi, chết mẹ. Ôi, xinh quá hình ạ. Sao mai còn chấm máu. Sao anh nhớ chết? Con mẹ. Ôi, bà con mẹ sao chết? Tư không? Sao Tư đây không chết? Đạt là người chết rồi, đéo hiểu luôn. Sao hiểu sao Tư không sống rồi? Trời có dở lắm đâu mà. Anh Tư không sống rồi, đéo hiểu. Tao ra để cho chết luôn, tao đéo muốn sống, thế để Đạt chết là tao đéo muốn sống. Ờ, à, được đấy, được đấy, đéo muốn sống cái cứt, ra cái chỗ ngon hơn, chạy nữa. Đéo tìm đi đâu nhở? Sống được thì chịu ấy. Kẹt con mẹ luôn rồi. Thằng Đạt mất rồi. Ôi rồi, đây rồi, đây. Nhơn. Chết rồi. Còn ai đấy nhở? Thôi anh xin nhá. Hả? À? Vài lìn. Đời mà sợ mai đi ngang qua mình đéo soi. Còn có mỗi một người ạ. À, để... Khôn nhà dạy chợ lắm em mà. Nhưng mà thằng Đạt ở đâu mà. Ôi dồi. Biện. Tôi với lại ông Vũ thì thôi.
Đéo hiểu sao biến thành cục cứt thế này thì anh em tìm thì đéo được. Sao mai là quả đấy là bắn trúng anh Dũng rồi, nhưng mà đằng trước mặt anh Dũng có cái xin cái lỗi chứ, đúng đầy có tìm bằng mắt. Đấy là anh đắp ở trước cái đống rác thì nó bắn cái đống rác trước, nhưng phát sau thì biến thành cái kia thì nó đi ngang ngay qua mặt luôn mà. Nhìn cho cái máy không nhìn vào. Nhưng mà cái chỗ đó tối. Bởi vì chỗ đấy em soi rồi. Năn nỉ luôn lần này cho em chết đi, em xin đấy. Bây giờ mày cứ đổi tên thì Đạt đẹp trai là được mà. Rồi, tên này không. Đéo thì cũng có thể chết. Đéo thể chết được luôn đồ này. Đạt có cái... Được, tao lại được. Kìa, có kìa. Xin luôn. Xin luôn à. Thấy là phải bắn ngay chứ em. Anh tự không ai lia cho gấp đó ban đầu chứ. Em nghĩ gì? Bọn anh bây giờ tâm lý học loài người à em? Bắt người như vàng. Mình đã còn phải x ra xem vào cái chỗ mình nó đã hợp lý chưa. Okay chưa? X ra để kiểu bất viền đi ấy. Trông hợp lý trông cố đời lắm. Không thế mà vẫn bị tìm thấy thì là có vấn đề rồi Đạt ơi. Ủa Nam mày chôn cái gì dưới gốc cây Nam? Cục kết đấy. Cất ở dưới gốc cây à? Đi ra đi tìm luôn đi Vũ. Sử luôn. Có cái điện bè tứ này. Biến hình thì thôi mẹ. Lộ mẹ hết. Đúng là rồi, đúng là này. Nhưng mà nhầm gốc cây rồi này. Nhà đéo nhờ. Gốc cây nào? Vẫn đéo thể chết được. Về chỗ này về sập lắm. Từ có sống 15 giây nữa nha. Gốc cây cả cái trăm gốc này. Cái tìm ra, từ từ mới tìm ra này. Chấp mẹ luôn, nói biết luôn là gốc cây. Cũng đéo mà tìm thấy. Đi tìm gốc cây nhanh đi Vũ, đợi đéo Ui em bị... Nó đang cười mày đi Vũ ạ. Đi mẹ, thằng chó Tứ nhá, đi gần mẹ. Tứ ạ, im nhá. Im mẹ mồm đi. Mày còn smile này, mày cũng mà sống được thì chắc cũng... Đổi đồ chưa, đổi đồ chưa, đổi hết mẹ, còn đổi chưa. Đổi hết rồi. Bỏ hoa qua cái thuyền nữa. Mày quá đi. Thuyền à? Thuyền to mấy đá. Trong này mình thể bỏ qua được kìa. Có anh, có chứ thì năn là tới đây. Cứ có tiền đây. Anh cũng cười chứ còn đó. Đấy, đấu đâu trong đây nhỉ? Mẹ đấu đùa đấy. Đấu đâu ạ? Đấu đâu ở đây. Chỗ khác rồi, là gì đâu. Đéo di chuyển được cam nhỉ? Mẹ nó đâu nhỉ? Ở đây rồi được rồi. Sơ mai kìa. Sơ mai. Đấy to vậy đấy. Ôi Tứ ơi. Chuyển đổi rồi. Đi lâu rồi giờ cũng tỉ. Tứ ơi, ở trên cây có mát không bạn? Vũ ơi, mày đang ngon không chắc, anh bảo mày vào trong cái nhà kho này. Quẩn cho mày thôi. Thằng Tứ thế này mà đéo chết ạ. Đây đi, thằng đấy thì hết bệ giờ rồi. Còn đi tìm thuyền. Đang ở gốc cây mấy vòng. Đang ở dưới cái gốc cây rồi. Đang ở gốc cây rồi. Thằng Tứ nó ở trên cây đây em ơi. Vũ ơi, thằng Tứ trên cây nhá. Tìm dưới gốc cây là tới cổ. Anh ở gốc cây, còn Tứ trên cây. Thằng dưới gốc cây luôn mà không tìm được. Ôi em thất vọng mà anh nhá. Ơ, cái cục cứt dưới cục ấy chưa chưa? Anh chưa chết à? Chưa. Đây, 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 Vũ đang lên mà. Bảo Vũ đang lên mà. Cứt này, cứt thần, cứt thánh, nếu phải... Có phải gốc cây này không? Gốc cây đúng không? Thôi anh Dũng ơi, thôi cho em nhất. Dạ, mấy gốc cây vậy? Gốc cây. Có tìm được bòi ấy. Anh Dũng chạy ngang qua em luôn, em lơ lửng giữa trời luôn. Vũ soi cái đèn vào mặt mình rồi. Vũ hoàn toàn rồi mà. Có, sao em vẫn lại làm? Ơ. Game nó thế, biết đéo được. Thì mẹ còn làm với Vũ à. Đỏ vãi lìn lại được đi tìm ạ. Mày đó luôn nó cũng làm chứ vì không cho làm với Smile. Làm với Smile nó ăn hết mạng. Làm thế thế. Để xa nhau bạn ơi. Ở đâu bây giờ nhỉ? Tự nhiên biến thành cái nghiên mực này. Thôi tôi đách được rồi, ngồi cho em bị tương phản rồi, bỏ mẹ rồi. Để bên ngoài lộ mẹ ra được. Mày tưởng anh không biết à? Ôi, cái chỗ này trông nó tự tạo thành cái khu nhông sự hợp lý nhỉ? Được rồi đây, không đổ được.
ngồi hồng lộ này, ngồi hồng lộ này. Trong tổ hợp này cũng hợp lý phết. Chết chung không? Lao vô liều. Bú bị đạn thì thôi anh ạ, không phải trốn rồi đứng ở giữa đường thì đã thấy. Bú bị đạn ạ. Thôi, hiểu không hiểu sao luôn đấy, đã tìm đã kém rồi. Đây, anh em nhìn chưa? Ai? Ai đây Win Chibi? Cục gạch cũng chết mà. Đấy, anh em nhìn thấy tác phẩm chưa? Đó. Dễ lộ quá. Thôi rồi, mình hy sinh vì anh em vậy. Đéo là được chết luôn. Ai, ai, ai? Vũ với cả Smiles. Đéo, em là ngừng bật mà. À, Đạt à? Ui, Vũ Đạt gì? Đứng mẹ ra giữa đường được, đéo chết. Cái đéo gì này, ông Smile đấy, ông... Ông Smile, ông Pháp chỉ còn... Ôi, rồi ôi, nhìn thấy mà không thấy. Ô, Riku kìa. Cái gì đấy? Mẹ. À, cái này nó là cái thang công thành đấy mà. Dạ, cái công trình xây dựng. Ừ. Đổ đâu đây? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ôi, ăn cân rồi. Thôi anh giúp anh nhìn em học. Ô, sao đéo đổi đồ nhở? Đâu ra? Yêu yêu đạt ăn nhiều thế. Chị em ơi. Tìm đi chứ. Anh cứ đứng im nhá. Mở to mắt ra tìm đi chứ. Anh đứng im nhá. Mà. Đừng di chuyển nhá. Chạy em mới. Đứng phía trước chạy được anh ơi. Cái gì đây? Anh chạy được chạy em được. Chạy được chạy em được. Chê cái lên. Giờ bay nhảy lên. Ôi trời ơi. Phải cứt phát and furious là để được. Em không nhảy được. Nhảy thế nào lên đấy được rồi, nhảy mình thôi. Phát mới sờ mai đấy rồi. Phát, phát, phát and furious địt rồi. Sờ mai lên được thôi. Ừ. Thấy. Vì mà sờ mai nhảy được cao quá, vì mà chân tầng... Đéo nhảy được đâu, cái này nó phải nhảy kiểu gì ấy. Đầu tiên nó đứng lên cái giàn giáo ấy, xong rồi nó nhảy kiểu xoáy giật thì đéo lên đây nhở? Ờ, đéo hiểu cái pha này. Sau trước thằng phát là nó nhảy được trên đấy đấy. Em có nhảy đâu, nhảy được cái giàn trước anh, nhảy được cái giàn trước. Sao mày lại? Đó bảo, tao lấy cái tổ hợp. Sớm mai sau không nhảy lên đấy nữa nhá. Chơi. Mày có tổ hợp, đạp lên nhau mà lên. Ờ đúng rồi, phải hai đứa. Nó nhảy bật mà. Anh nhảy lên cái xe trước anh ạ. Ok. Đạn lạc ạ. Đạn lạc. Từ đây chết tốt rồi. Em chết sao được? Em mà chết là chết kiểu gì? Từ chết bằng mắt luôn ý. Bất tử rồi. À, từ mới thằng nhảy lên à? Em đi này, anh nhìn trên đầu anh đi này, anh thấy không? À. Em nghe trên đầu anh này. Đâu? Đấy, trong nhà này. Đấy. Trong nhà, nói luôn trong nhà nhớ thì mới tứ. Không, à. nhưng mà đi vào nhà này là sai mẹ rồi. Ê, em ở trong rồi. Nhà này. Anh em thấy quả tâm lý không? Vũ với Đạt là vậy. Cứ cố là nhảy tầng 3 hả? Tầng. Em. Cắn lại. Cắn thế à? Mọi em. Đồ gì đây? Ui. Đồ gì đây? Cái này thì sống thì đéo được. Đi đâu rồi? Mẹ nó chứ. Cái này thì trốn đi đâu rồi chứ? Ôi dồi ôi. Của quý huyền thoại ông nào đây? Nghe cho em bắn đi là hợp lý. Sớm mai đéo có cơ hội sống à? Survive. Đó phải là khi sớm mai sống. Mạng cho em nha. Nhướng mạng cho em nha. Tại mình nhường em. Tại sao? Lý do gì em phải nhường cho em? Tại vì anh đang cao rồi. Cao đùng cao anh nhường đến bản tử thần này nè. Em không sao đâu. Em phải nhường chị. À, Pháp trốn ác quá nhỉ. Nhưng mà vẫn lộ em ạ. Thôi, lộ quá. Lộ quá em ạ. Nhưng mà có thể... Smash lên trên đầu. Thôi, smash bản rồi. Smash bản rồi, nào. Ơ, có cái đánh răng trên trời nha. Vô đặt ai vị trí cuối cùng. Ôi hờ, ghê giác. Ai luật tao giết bằng mày rồi đéo. Ghê giác, em trốn như vậy mà vẫn chết được thì đéo hiểu. Sống luôn đấy. Anh thì đéo trốn rồi chết. Anh đéo chết mẹ rồi. Smash đéo hiểu. Đệt. Bạn này đạt, chắc đã đạt sống rồi. Và ơi, cái đạt cái gì đấy? Ôi, à, đâu đạt gì đâu. À. Cái gì hoài? Cái gì hoài? Ôi, thạch xanh à? Mày mà nhìn được là cái dìu thì mày tìm ra nó luôn. Thật. Bố đời đấy. Biết câu chuyện cổ tích không? Đái ở cái chỗ này nó hỏi, nó sao? Thề.
Diều vàng, diều bạc thôi. Đó là biến hình rồi. Hà tiểu phu à? Cái diều này là tối đốt nhà. Đồ ta, đồ ta. Thằng Đạt mà. Bé giờ tao cũng chết rồi, gì đồ ta. Ôi dồi ôi, hợp lý thế này Đạt nhờ. Từ từ. Đạt nó hóa thành cục phát wifi rồi. Router, router nhá. Đạt là cái router nhá. Có cả dâu đây này. Chết tôi rồi. 8 ổ cắm đây này. Ô thế đéo ông Dũng chưa chết à? Ủa, đi. Chết đéo được. Thôi cái này chỉ có sờ mai nó mới tìm ra rồi. Ờ, chỗ này chỉ có sờ mai tìm được. Đâu đặt là cái gì đấy? Brodling à? Hay là TP Link? Blastbeat 5. Blastbeat 5 à? Ui hồi nãy đi cu đang nhìn hướng đó mà không thấy anh chạy nha. Mày. Đạt bốn đời mà. Đạt càng ngày càng tiến hóa. Không, tôi phải công nhận tức là Đạt bây giờ trình nó lên. Phải trình trốn là đéo thua ai. Chắc chắn là hơn tôi. Đạt đéo mà chết luôn. Soi thẳng con mẹ lên này. Đéo chết được. Đây mọi người cứ thử ấn nút X mà xem thì tắt cái viền đi mới thấy là Đạt có cái sự trà trộn đến gì nào. Chịu sao? Nhìn nó hợp lý nhờ. Ừ. Như thật luôn mà. Như một cục gạch luôn. Quay chứ. Giỏi. Nhìn trông như cục phát wifi thật luôn. Được rồi. Không. Bởi vì cô bán cháy để thì cô dưới này, Dành cho Pháp nhiều lời khen có cánh. Không đi cô đang soi này, mẹ tình lắm. Đấy, mình phết đấy. Đấy. Tí trúng. Đạt đều chết được, tao nghĩ Đạt đều chết được. Mai tìm được luôn. Trốn đâu ấy nhỉ? Đéo. Mai tìm được luôn. Thật ra nó hiện hữu ở trước mặt luôn đấy. Mà mọi người không để ý thôi. Chịu chả để ý cũng chịu. Đạt hết hồn. Đạt hết hồn. Đấy sao máu đi. Đạt hết hồn ngay. Đi. Ừ, sao tìm mất lại tôi game bạn là Đạt quẳng. Đúng rồi. Cháu chúng rồi, mất máu rồi gì? Mất máu rồi. Mất rồi máu. Đi đéo đâu bây giờ, địt mẹ. Sợ thật. Đồng gì mà đâu, cũng vui huyền viết đó được không làm được. Vô tội cái pha. Ôi, em không biết đi chỗ đó là chỗ anh Tết đã nhờ em Tết trên kia mà. Đà có đấy, không biết đâu. Đà có chắc đã nghĩ đến là đã nghĩ cái hai cái từ game cất game rác. Cháu ở đâu, sống ở đâu, điệu khác đi anh. Cháu ở đâu, sống ở đâu. Chịp ngay cái từ án F4 rồi đấy. Chạy ra. Ơ, đi phải đéo lên ở đây nhỉ? Sao mà lần trước nó lên ở trên này nhỉ? Hách. Cái mẹ con chó đi cu lần trước chắc nó hách. Mình nhảy hách đúng không? Không, anh nhảy từ cái cây đó đó. Đâu cây nào? Nhảy lên cái ở đây ở trên cái cây đó có cái thùng nè. Đó, anh nhảy từ cái thùng này lên. Mẹ đéo được rồi. Tại trình độ nhảy của anh không được cao á. Chuẩn. Dạ. Nói thẳng đi. À chết. Nói nhầm. Nói ngả. Nghiêm. Làm mày phải nói thẳng. Nói thẳng có gì nữa đấy. Cô bảo trình độ nhảy anh được cao. Tức là chơi game ấy đây. Đâu nhà không là anh chơi game. Hơi nhảy kém tí. Đó, ná của mày đối thức được nam. Rồi mà Pháp à. Im mẹ mồm với thằng Tứ này. Vào phát ổn. Tao phát ổn đấy. Pháp đâu? XD. Ông Dung chết rồi. Ông Dung đứng lên chết rồi. Chết thì đeo được. Winchy Bui ra cái nhìn thấy luôn này. Đâu? Anh Dũng dễ thấy. Winchy Bui còn không thấy anh Nam X thì làm sao thấy anh Dũng được. Thật, Nam X còn đeo thầy. Mùa thu nhẹ rơi chiếc lá thu nghe trong lòng bước ra. Em đi ra cho cao đi. Đâu, Winchy Bui chạy ngang quá luôn mà. Ôi, nó chạy qua mà em hồi hộp quá. Sở mai dạo này thế nào nhỉ? Đến tận lúc này mà vẫn bảy mạng đấy kìa. Chấp sau cái ván gì là chấp à? Biến không nhìn thấy anh là chấp rồi. Đéo nói nhiều. Cái địt mày nó lại ra đồ đấy ạ. Cái gì đấy? Nó lại là cái đấy. Chán. Thế này thì sống kiểu đéo gì đây. Quay giờ tôi. Nó hiện tay mà đi qua năm ấy là nó sẽ hiện tay. Đi mày quay giờ tôi. Hóa ra là tôi đang ở đây. Quay giờ tôi. Của quý huyền thoại. Cứ quay giờ tôi. Mày nhớ được tôi ở đâu khổ. Ôi dồi ôi. Bé thế này thì ai tìm thấy à anh Dũng ơi. Chơi đồ to to tí thế nào. Ây à. Đẹp.
Chết. Gây giờ tôi. Dũng chết. Thằng thằng đạt đây. Anh chết. Ôi, thằng thằng Phát này thì bất tử mẹ rồi. Tâm lý tội phạm ngay. Đạt là con, là con hậu ở à, con xe ở trong cờ vua nhá. Nói mẹ luôn hình dạng đấy. Kinh phết nhở? Thế à, em trốn ở tại trong cái góc này cả. À, em được sao nữa? Anh soi sao? Ủa, ủa, chỗ này đúng rồi. Phát mấy? Tâm lý loài người ngay. À, hôm nay nó mới cái này nó gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đấy. Chuẩn chỉ luôn mà. À, từ từ này là nó trốn đâu nhở? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà. Ừ. Hiên ngang như một vị Phật Di Lặc. Năm người. Ôi kìa. Vãi cả. Vãi cả cứt ra rồi mà còn không biết. Bắn quả sườn gáy. Thủy tinh gặp sơn tinh mà. Ông Phát ra cả bã rồi. Ông Vũ chết rồi. Chốc nặng rồi, chốc nặng rồi. Sờ mai, cái đầu này. Sờ mai chắc vậy. Sao lưng? Pháp Pháp nó vãi ra cả bã rồi đấy. Thì thủy tinh thì bắt buộc phải thua thôi. Vô hôm đã thiên vị như thế thì thôi. Hay lắm, mình với Pháp. Thôi rồi. Top 1, top 2 em ơi. Cái này thì con trà trộn cái đéo ấy, không biết. Đồ này, đồ to này, em nghe nghe thang đồ to này. Cứ nghe thấy chửi là chết mẹ đi. Trời mời cái đéo gì nữa, đi tham quan cho nó nhanh. Anh bảo bây giờ tìm thấy mình đèo bắn. Mày tìm thấy mày mà chỉ cho anh xong rồi anh ra nhìn xem đúng không? Ừ. Ok ok nha. Ừ, anh mình được tốt. Đéo lên bắn. Sao đéo thấy ai chửi nhỉ? Ờ vô đi rồi. Rõ đây. Đéo còn kẹt camera nó khổ. Ai lịt. Ôi ơi Vũ thế nào mà lại khổ. Mà đéo chết ý, cái chỗ Vũ này nó đéo chết rồi mà. Hay. Không chết đâu, chết điểm mù được. Mà. Điểm mù à? Tưởng điểm G đấy thì mới sợ chứ. Đấy, quá là đứng ở chỗ này. Tâm lý học cho cả người mà. Không bao giờ chết. Đấy, tao mày có chuẩn không? Chuẩn mà. Đỉnh cả đấy. Cái đi. Đâu rồi, bố nó rồi. Đi ơi, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi, ngoài đồng hồ rồi. Đi đi nữa. Sao sao em ơi, đâu đâu, cái gì, cái gì? Đấy, từ từ. Để anh cho nó quả ngắm. Ô trượt em ạ, trượt em ạ. Mày này, được rồi em ơi, đi. Đúng rồi đấy, em đã phát hiện ra một điều chuẩn xác. 1-0, em thắng. Coi như Pháp đang thắng anh 1-0 nha. Trận này toàn có play à? Chết mà, nên nhớ là chết đi sao mà. Thằng ở đấy rồi. Sao lại có cái cục nào trong nhà này nhờ? Sao lại bắn không mất máu vậy? Đấy. Giết luôn em ơi. Không được anh ơi. Đổ đồ anh ơi. Đổi đồ thì mới ôi, khó này. Ôi tôi chết rồi. Thôi. Nhìn cái này, nhìn cái này. Đâu em rồi. Đâu được rồi. Bộ liễu đấy. Ủa. Ủa anh ơi, em đã chạy anh ơi, Nam chạy trong nhà anh ơi, em bị bắn bắn luôn trong nhà anh ơi, em bị mắc trên cây rồi anh ơi. Mày đừng có cái gì cũng nhờ vậy. Em bị mắc cần cây rồi, cái kia nó chạy sau nhà anh ơi, nó chạy sau nhà. Thằng nó nhảy đấy. Ok, Pháp đây bị kẹt trên cây nó xuống luôn. Đẹp. Không không. Cứu cứu em bớt em ra cái mắc trên cây à? Đâu? Đâu nó đâu? Sao mày bảo lên đây? Nhưng mà lên đây làm đéo gì? Lên đây làm đéo gì cả thằng ấy? Cả hai mắc mẹ trên cây. Mày ùn anh xuống. Ơ ngã rồi, ngã rồi. Tôi thắng rồi. Ôi em đi chạy đi. Đi đéo đứng tôi chạy đi rồi, di chuyển đi rồi. Anh em chạy mẹ ra ngoài, đừng có dưới gốc cây. Mẹ nó xuống rồi kìa. Nó xuống rồi, em phải xuống. Trong nhà trước mặt anh, em thấy nãy chạy. Ok ok em ơi.
Nhiệm vụ của em là cứ ở yên trên đấy nhá. Nó cũng phát huy tinh thần cho ông mà, bốc cây biết đói mà. Anh nhà trước mặt đấy. Anh nhà trước mặt anh ơi, anh thấy chạy trong nhà ấy. To không? To. To. Ôi đàn. Khổ. Ôi đàn đi rồi. Thế thì nó chết mẹ từ hôm qua rồi. Nhà bên này là em thấy. Đấy rồi, một thằng. Con mẹ đéo hiểu. Thằng nào nữa? Nói nó chỉ đến tên. Con trai đấy. Hai thằng em ơi. Thằng nào nữa? Nhà bên này Pháp nó có bảo nhà bên đấy đâu. Phải lên á. Pháp nó bảo nhà bên kia. Nhà em đéo đâu. Đéo anh ơi giết được hai thằng. Đi nhầm nhà. Ôi thôi rồi. Chết rồi. Khi không nó lại thành đúng em ạ. Em kêu anh qua nhà bên này mà. Cái chỗ hồi nãy anh giết anh Dũng ấy. Đấy anh thấy hai người chạy trong đó. Tự nhiên ông di chuyển không đéo biết đâu. Ôi cái cục tôi không mấy lạnh đấy. Lưỡng long nhất thế. Nó nhảy vào đấy. À, thế à? Ôi đi mẹ. Cứ tưởng ngon. Để anh đè lên em đi cu. Bị đè sao em kêu to thế? Để anh. Thôi, đấy cho các bạn mình chết rồi. Mình đẹp. Vũ nhảy đấy. Mãi mãi bên nhau đi cu nhá. Nhảy lên đi, đi cụ ra gốc cây nhảy lên. Vũ với Tứ à? Để anh nhảy tiếp, gốc cây cơ mà. Mà ván này đạt đâu có bét đâu, khác gì mà. Ok. Cuộc đời nó cũng, cuộc đời nó cũng. Em đi đâu rồi? Đây, nằm xuống để anh đè lên đúng rồi. Được chưa? Được không? Thế là còn hay à? Cây tiêu thì đây chúng ta đè nhau trên đây. Thích không? Thích không? Cả hai bây giờ ấy mà. Giống trong phim Kim Bình Mai ấy, đu cây ấy. Đu cây bắn hạt à? Ok, đi cu ngã rồi à? Đồ ngon em lên em xem chết đây, thật kia nó lộ lắm. Đứng gần anh Nam là có hiện tay mà. Xuống là chết, em cứ đứng yên chỗ khác cho anh. Đúng rồi đấy, thế được. Thế được không, lùi vào trong tí. Lùi sang bên tay trái một tí. Lùi nữa, Riku hơi nhảy, hơi nhảy nữa. Lộ hạt đấy. Rico hơi nhún thêm chút, em nhún một phát. Nhún đi. Em nhấp một phát. Nhấp chưa? Phải lùi vào nữa. Vào. Rồi hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi. Lụt cán rồi anh ơi, lụt cán rồi. Ui đẹp quá em ơi. Ý chơi, đồ lại bất tử em ơi. Úi giời ơi. Cái kéo gì đây? Sao Riku lại tới này hả Riku? Thôi Tứ ơi đi. đi. Nó chỉ là hai cái tủ lạnh mọc ở trên cây thôi. Không có gì đâu. Đi. Nó chỉ là hai cái tủ lạnh thôi, không có gì cả. Vui ra đây mà vui. Cảm ơn em ra bài dương. Ôi trời ơi. Đẹp. Hai cái tủ lạnh đi. Đéo hiểu đấy. Đổi tên đéo mà ra hai cái đấy mọc trên cây. Vợ chồng là... Ôi trời anh Đạt kìa. Ôi Đạt giỏi nhờ. Đạt tạo giỏi thật đấy, cái này mà đéo chết. Đạt mà chết nhá, chặt đầu em đi. Mày nên nhớ là trong từ điển ấy, cái định nghĩa cái từ mù ấy, mù hai chấm. Tầm nhìn của người khiếm thị. Cố lên em ơi, còn một rồi. Ra đen thế. Sợ mai bất tử rồi, sợ mai bất tử rồi. Sợ mai bất tử rồi. Đéo giờ tìm nó đâu. Tao nói luôn mà chúng mày biết nó là cái biển luôn. Biển à? Chứ chắc nó hay ở trong nhà thôi. Bỏ ra sân nhà đây. Ôi dồi ôi. Mà cái biển đấy nhá, chúng mày biết nắp đâu không? Không thể đánh, không thể bắn bừa được đâu. Không cái, thể luôn. Cái biển nắp sau một cái ô tô. Nói thẳng con mẹ luôn. Bé như cái lỗ mũi. Tứ thì nó ngoài thôi. Lỗ này lỗ mũi nắp đấy mà. Xe ngoài là đứa gì? Đi tìm ô tô. Ô tô trong nhà. Tìm làm sao được thấy bảo xong ô tô rồi còn. Ôi mình đi tìm ai đây? Em với chị Tát cũng được mà. À, mình Riku à? Dành mạng Riku ngay được.
Ủa cái gì đấy? Ai đấy? Ôi dồi ôi, ông này đi ra nào. To, to vãi lìn. Thằng nào to ấy, anh bảo kéo bọn nó chết theo em ạ. Thằng Đạt cho thằng nào? Thằng Đạt. Ôi dồi ôi, ông Sơn Mai. Kéo một thằng cho nó chết đi. Sơn Mai thì của Big Bang này thì cũng chết. Đấy đâu. Em tao. Ui, mẹ cái gì đây? Cái thằng này. Ông Dũng ông bảo giết ai, giết bảo giết tao đéo đâu mày vào đấy. Để... Đấy, thằng nghe này chưa, thằng Tư với thằng Nam đấy. Đéo gì mà to. Anh nhìn nó thôi. Nó là một cái chai bia em ạ. Cái bia ăn nắng hay. Hả? Anh giết viên con này trước đã. Đây nó đằng này này. Rồi thằng chai bia kia chỉ ra đập mạng đi, tao nhìn rồi không phải trốn. Thì ủa cái cửa rung nhờ. À không phải chai bia, nhìn nhầm nó cái đồng hồ. Đạt. Ôi thằng Đạt nó bé quá. Thằng Đạt nó trốn kỹ mấy lìn ạ, à. Đéo ai nhìn thấy nó luôn đấy. Nó vừa rung lại còn vừa xoay chứ nó thấy khổ. Ôi. Đạt đây phải đứng yên không? Đéo gì rồi? Đéo gì rồi? Đéo gì rồi? Đúng rồi, trượt à. Đạt được phép di chuyển. Bắn bằng cái gì mà sao anh Đạt thấy vậy? Bà dùng ca. Ngắm nó léo đi. 46 rồi. Nhỏ quá đấy. Uầy, Tứ được đấy, Tứ ơi. Đéo mà giết được Tứ luôn. Giết sao được. Giờ có chỉ con mẹ luôn, đéo giết được. Chuẩn bị biến đồ đi, đừng có nói sớm em ơi. Biến anh mà không giết được Anton 1 thì không bao giết được Anton 2. Thế à? Nói thẳng câu đấy nhanh. Nghe cũng sợ đấy. Ui dồi ôi giết hộ. Trời ơi. Thế nào trong kho anh bảo cái địt mẹ. Ôi dồi. Thế này thì. Anh rồi, sao phải trốn đâu. Cầu thầy húc à. Thôi anh ơi, từ từ cho em ra ngoài. Cho em ra ngoài, để em ra đây. Đây. Dí luôn vào mặt đấy, dí luôn vào mặt. Ê chết kìa. Đây đây từ từ anh. Đám anh đừng có dẫn ra giết mày đâu. Em đang dẫn ra thì anh lại giết. Làm mấy bảng rồi còn hai thằng đấy mà. Đéo hiểu ấy. Pháp với Vũ thôi. Cái đéo là Vũ sống được nhỉ? Mẹ đổi được. Mẹ trận này không ổn rồi, trận này hai ông cuối đéo ổn rồi. Thì có cái nào mà nó lại lủng lăng giữa cây à, anh Vũ. Trận này cháu thua ấy. À đúng rồi, cây em ạ, đắp cây, đắp cây, Vũ đắp cây. Tao phải ổn container chứ. Không. Container này, Vũ đắp cây. Xử lý thêm. Đéo hiểu sao. Phải ổn container, Vũ đắp cây. Đéo hiểu. Đéo hiểu chúng mày có cùng team không nữa thì tệ. Đọc bánh vách, bánh vách. Đâu, anh đang chân vị trí mà, anh đang chân vị trí dưới mà. Trận này khó đấy, trận này chắc là thua rồi. Con chim cu mắt nó như con cú vọ ấy. Này thì công tender này. Rồi xong rồi. Ờ, mu đi rồi, mu đi rồi, mu đi rồi, đi cu tới rồi. Thì chắc mẹ e luôn. Ờ? Chứ nó lừa đấy mà, đừng nghe ra nói mà. Mèo nó đùa. Không có đi cu đánh hơi được hay sao ấy. Thề luôn, mũ đi cu thạc thính vậy cứt. Vũ nó không phải ở đây, trên cây đâu em ạ. Khách chắc luôn. Em mấy cây mà thân vừa nói. Ôi dồi ôi, Vũ nó cảm lạnh mẹ rồi đây này, trúng gió rồi đây. Run thế hả Vũ? Run phải cả đấy. Đây, đi tìm chỗ khác đi, đi cua ơi. Giọt xương vào chiếc lá. Giọt xương trên chiếc lá. Gợi ý nhá, cái cây mà mắc bên nãy. Gần gần đấy. Nộ rồi, nộ rồi, nộ rồi. Nộ rồi. Cây mà muốn mọi hai ông mắc ý. À, hai cái cây ở đây. Đâu cây đâu? Đây. À cây đằng đấy à? Nhìn thì thua, nói dòm rồi. Chết. Úi dồi ôi, chết kiểu gì bây giờ? Mẹ mới hoàn hảo thế nhờ cái đồ này. Đồ này đéo được chết. Chết lắm mà cho anh đéo chết được. Đồ này, đồ này, sự thật đéo chết được ấy. Ôi lại tìm bên GB à, có trận một trận tìm bên Vũ, một trận tìm bên GB à, game ra rồi. Hay mà. Đã thế lại còn gặp toàn người đồ ngon nữa chứ. Cái gì con mẹ. Được đi cu ơi, chúng mình lại bên nhau nha. Cho bố ra, thôi bố không muốn đâm ở đây nữa, cho bố ra. Mãi bên nhau đi cu nha. Mắc vào bé bé đây, mắc vào nhau hả? Đóng nha, đồ hai được hết rồi. Đâu rồi? Đéo chết được ấy. Cảm thấy kiểu game. Ujimi ơi. Đâu đến team? Cảm ơn đạp Ujimi xong rồi. Team này đéo rồi tìm được hết luôn. Chó.
Anh Dũng ở đích chưa đây? Đâu, ông Dũng đâu rồi? Đấy. Chết làm sao được, ông Dũng chết làm sao được? Mắt thì đéo được ảnh, nhanh. Mẹ em còn... Mắt! Ôi, có phải à? Bắc Thang lên hỏi ông trời. Thang à? Xe. Lấy tiền cho gái, có đòi được không? Về công xe. Cái này có gì đấy nhở? Nó chỉ là bài thơ thôi mà. Chỉ là bài thơ thôi. Đúng rồi. Có ai đây nữa không? Mà đi gần lại cho anh Nam là nghe tên mà, nghe tí hình như có màu đỏ mà. Người Nhật Bản là cứ đứng gần là có màu vừa đỏ. Vừa nãy thấy anh Dũng mà mắc mắc cái gì với ai đấy, đéo biết. Mắc à? Không anh mắc với cả thằng Nam. Thôi. Chỗ em vừa xuất hiện đấy. Này này, Quỳnh Chi ơi, anh chỉ cho em nhá, đừng có chơi kiểu đấy, đi chỗ khác. Chơi, chơi bời, người ta em chỉ ơi, cho. Anh gợi ý cho em này, khoan cắt bê tông cho em nhá. Khoan cắt bê tông ở bê tông lắm. Khoan cắt bê tông. Ôi trời ơi, thế chắc là biến hình. À từ từ, đại biến đã. Sao, trong khoan cắt bê tông ở đâu? Ui dồi, vẫn hợp lý. Thế đéo là Ủa, cái gì cơ? Ôi dồi, ôi sờ mai. Em đen quá. Không chơi nổi. Ưới là cái đồ chán bức từ Berlin đâu rồi? Sao mai vị trí nào? Sao mai vào đây phải rên thì anh hơi buồn. Em biến thành bức từ Berlin mà. Này, Riku, ra đây với anh. Ra đây. Phải à? Quảng đây. Ra đây. Thấy anh chưa? Quảng đây. Ra... À, nhưng mà em ở đây, em toàn hơn anh ở đây đi. Vũ là cái gì đây? Là em là cục đá, em đứng đấy thì chúng nó biết đấy. Ôi mẹ, từ nó đắp đến chỗ đấy thì... Chơi bời đéo đi. Chột quá. Từ lúc đấy mẹ bị ấy cũng thoát được là cũng ôi, rồi. Thằng Tứ cái này nó còn cùng màu cơ. Đéo ai nhìn được luôn. Đéo nhìn thấy luôn. Đố tìm được em luôn. Pháp là cái gì đây? Ừ. Nam xoay ra bị ngược đầu, anh em kia thùng rác bị ngược đầu. Thùng rác à? Pháp oằn khổ. Đối của em chui vào đấy em chết rồi. Ờ đẹp rồi, đẹp rồi. Thế là nó lộn mà. Em bị kẹt từ đâu ấy, bị kẹt từ đâu ấy. Anh riêng anh là cái này thì điện thì đéo bọn. Anh nói những cái lời cuối cùng. Đéo bao giờ chết luôn. Ơ cái đít mẹ. Nói lời cuối cùng với gia đình mà. Vừa rất câu. Đấy rồi thì. Di cu ở đấy luôn ấy. Cô hòn đá cô đơn xa xăm. Khoan cốc bê tăng. Khoan cốc bê căng chứ. Khoan cốc bê căng. Đừng ở đó cơ sao một mình. Thế mà văn trường được đùa đã đàn đi à. Cũng đéo một mình à, đéo một mình à. Đéo chết được. Vẫn đầu bảng. Tịt. Đấy, đây rồi, trận cuối, trận cuối. Cho tôi đi tìm mẹ đi. Ơ, ngay đây à? Tôi ghi điểm cho anh ấy. Sao Tứ ta lại bét ra đi dưới kia? Đi, đừng có đi tìm này, đi chơi bò gì. Ơ kìa. Ôi, bỏ mẹ rồi. Sao đéo đổi nhỉ? Ôi, đồ ơi. Gì rồi, em chết rồi anh ạ. À, Phèo ơi. Hôm nay là có ngày em. Phèo ơi. Phèo ơi, chờ anh. Thôi, giết em. Văn cuối à? Của đời. Mình phải giết vào tầm 3 người, may ra mình không bét. Ông Đạt này thì chết mẹ đi. Cái gì xảy ra ở đây này? Mỗi thằng bên nhá. Cái gì mà lắm đừng quốc phương vậy? Toàn rừng quốc phương với lại coi như là... Em ơi, kia, cái gì chạy kìa. Đâu. Ôi thôi, cái ván này nhìn đã thấy mẹ chắc là búp cho Hunter rồi. Đi luôn rồi. Lại chặt chết. Ông đàn thế thì. Em ơi, dừng quốc phương. Anh cứ xài đi em ơi. Tao vẫn nhớ con máy sợ cho lần trước. Này đừng có ông có đạn chứ là mày nhảy cho tao. Anh chưa tính sổ cái lần anh đứng đây, anh chỉ tổ chết với em thôi. Đua chạy không? Đua chạy không? Sao anh về kia trước? À đây là thằng Nam à? Ơ, xin chào thằng Nhâm, thằng Sơ Mai khổ. Thế nó kia mà đây để em ra anh đi mày ở đây, mày cứ ở đây anh em sẽ sống. Okay. Như lúc nãy lúc đầu ấy đừng quay như thế lúc đầu đúng chưa đúng chưa hoàn hảo anh ơi đéo bao giờ chết luôn. Đứng im riêng chỗ này mà chết chỉ có đá thử chim rồi cái địt mẹ em cứ dứt lời cái là chết đá thử chim đá thử em cái đéo nào để chồng sống nhau đấy. Chưa nói hết câu địt mẹ thằng. What the fuck? Chuyện gì
ra vậy? Có gì đây à? Ui, ui Riku. Riku là cái sách to nhá. Cái đừng 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 anh ơi, đừng anh ơi, đừng 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 nói anh ơi, em vẫn sống anh ơi. Em vẫn sống à? À đây. Em chỉ có thể sống với cả thằng mù thôi, nhưng còn em đéo sống được với cái thằng sáng đâu. Đấy, em vẫn sống. Pháp phải sống với cả thằng mù thật, nhưng mà với thằng sáng thì không thể sống được. Em nói thật luôn, Win GP đéo chết được. Mẹ buồn cười cái phao vũ đéo thì ở Win GP sống rồi. Đéo thể chết được. Cũng hơi khó đấy. Biến thành cái giấy chùi đít thì ai mà tìm thấy. Đấy mà bảo với game Mai với lại Riku sinh đôi à? Đâu? Ờ Mai với Riku sinh đôi. Đâu? À ừ đúng rồi, sinh đôi kìa. Sao thế nôi nào ông chưa chết sinh vậy? Sinh đôi là còn sinh đôi cùng trứng luôn. Ô sao là đi hơi xa đấy em nhá. Biến thì không biến, biến thành sao một cái gì đấy, em đứng đấy thì em chết à? Kiểu ờ quay 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 cũng được. Đứng im, đứng im, đứng im, em không bắn đâu, đứng im. Thơ bản rồi. Vũ ơi, Vũ ơi. Vũ ơi. Win đi đâu đấy? Vũ ơi, Win GP là giấy chùi đít đấy. Win GP, à quên, Riku với cả Samai là cùng là cái tủ lạnh đấy Vũ ạ. Em tìm cái tủ lạnh ấy. Lạnh à? Ừ, anh vừa thấy Riku là tủ lạnh. Vô đến cái lúc cái thằng Pháp là cái cây dí cả mắt vào giữa cây luôn, đéo góc tường luôn, đéo bắn được gì. Tủ lạnh thì đây rồi, thấy tủ lạnh rồi. Long cháu phụ ấy cứ. Rồi, thôi, cho giết thế thôi, cho giết thế thôi, đéo nó giết nữa. Thôi, đến đây là hết rồi. Giờ, giờ trừ khi là đọc vị trí thôi chứ còn không thì đéo tìm được. Mẹ trộm trộm lòng cháu phụ quay cứ tự nhiên mà cũng sống được. Tứ lên nhanh thế chứ chị đã lên mẹ nhất bảng rồi. Giết hết mà, Tứ giết hết mà. Thôi xong rồi anh ạ. Game dễ quá. Anh ơi em lại bét rồi. GP lại dễ Tứ à? Ôi chứ hai ván liên ở đây thì. Đâu quả này em lên rồi. Xuống mà. GP lên xuống. Ngon, sục sục sục. Đi sục thôi, đi sục thôi, đi sục thôi. Kết thúc đi. Tịt con mẹ, ôi trời ơi. Tịt, chưa thì mình đã định sục à. Mẹ mày, đùa thằng Vũ ơi, tao tụt quần rồi đấy. Ôi, tôi được hưởng Win GP cũng được. Đéo hiểu đấy. Đéo hiểu đang ngon lành vị trí cao vậy. Đéo hiểu mà mắn gì hết chị. Đọc vị trí như thế rồi. Bằng hiểu được pháp chứ mà đéo hiểu sao. Win GP là đấy anh yêu cầu phải mạnh dạn hơn là cái lần của tôi nhé. Mạnh dạn cái nào? Mạnh dạn em tự nghĩ, em tự suy nghĩ. Ô, em nhớ mạnh dạn bao giờ dân biết được. Anh Dũng à, đấy. Anh yêu cầu nó phải thiết tha thiết dây dứt nhá. Tha thiết dây dứt là quải hoại, tê tái, dên. Làm sao để dên cho nó ra giết? em nói giọng là vật vật tí. Tôi nghe mà, tôi có việc. Xin phép nghỉ trước. Tôi ông Vũ ông ao mẹ đi, ông còn định chờ cái đéo gì nữa. Đéo ai bắt ông đọc đi. Đéo hiểu tụt tư mà tụt mất để năm hạng để xuống bét nữa gì mẹ. Tôi tụt quần rồi đấy. Điểm nó sàn sàn nhau em hiểu không? Điểm toàn điểm sàn sàn nhau hết. Bảo tụt xuống người thì một chùa đi. Ở Win GP sao mẹ lắp game như thế nào đây? Thực khi mẹ lắp đây. Để khoan một bi thôi gì căng. Nhanh lên. Anh Vũ làm trước đi. Anh Nam ơi, em tao đéo sướng. Ôi, tuyệt quần rồi. Wow rồi. Smile chỉ có nghe ké thôi mà còn ướt quần. Chó xem tắt ao mà còn ướt chứ. Hỏng thì Riku đã là quá khứ anh em nhá. Riku đã là quá khứ. Một chàng pháo tay cho tinh thần ra giết của Win GP. Ờ Win GP hôm nào bảo rủ em gái trước cùng chơi em nhé. À thế à? Tôi có em gái xinh lắm. Úi giời ơi. Bà giải nhất được nhá. Du học Nhật về. Ủa. Tây Nhật học được lắm. Thôi anh em nghỉ mấy phút với anh em Saka 2 nghỉ thôi. Tôi từng này tất cả anh em đã lẽ tôi thể đến dưới ở đấy. Mệt rồi mới có gì nó thoát ra khỏi cơ thể. Ok bye bye mọi người nhá. Bye bye.
Hàng xóm mà đập chết bây giờ đấy. Không, hàng xóm đập em. Hàng xóm mà đang dí tay vào tường. Thật, nghe nghe lấy nghe để còn còn ghi âm. Ồ, mẹ rồi ấy. Quần đi. Sợ mày. Thỉnh thoảng đá vài câu. Mày cứ đi thay đi, ai cấm. Ờ nha. Rồi, bye bye, bye, bye nha. Bye bye. Bye bye. Rồi xong, cuối cùng đã kết thúc buổi live. Nhưng mà còn thiếu 5 phút nữa thì mới đủ KPI của ngày 15 tháng 4. À, phải 5 phút nữa. Thầy húp mì đi, em nghe tiếng cũng được. Hay là tôi vừa ăn mì, tôi vừa bật một cái gì đấy lên cho anh em xem nhá. Xong rồi tí mình sẽ chơi trò khác. À, tôi sẽ bật một cái gì đấy mà tôi rất hay xem. Ví dụ là xem cái gì mình hay xem ta. Tôi thì rất là thích phim gì nhỉ? Bật cái gì nó dạng phim ngắn đấy nhỉ? Quảng cáo X à? Đây, web của mình là xshop.xyz. Nhưng mà nó đang hoàn thiện. Mà bây giờ mới chỉ có bán máy uy, xbông với cả ổ cứng thôi. Con x ấy bán gần hết rồi. Ok, tí nữa tôi phải đi ăn đã, để xem YouTube xem cái gì nó hài hài một tí cho mọi người xem trong thời gian chờ đợi tôi. Hài vãi luôn. Mấy này xem béo hay đâu, để xem cái gì. À, thảm họa âm nhạc Việt. Rảnh là tôi rất là hay nghe cái này. Ví dụ nghe những ca khúc này đi.